Nam mô A Di Đà Phật. Tương quá sức nên ta bình rình quyết độ đời cho đến chung thân. Nếu thế gian còn chốn mê tân thì ta chẳng an vui cực lạc. Giải bốn đạo lấy lời đích xác mà chẳng tu là bởi không ưa chớ nước sâu mà bị gào thưa dân đạo lời truyền chẳng xiết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa ban tổ chức, ban giám thị cùng toàn thể quý diễn đạo học viên, thì hồi đầu giờ chiều hôm nay thì lớp học chúng ta đã được tiếp thu cái chuyên đề đầu tiên, đó là chuyên đề lược sử Đức Phật Thích Ca. Và cuối giờ chiều ngày hôm nay thì lớp học chúng ta lại được tiếp thu một cái chuyên đề tiếp theo cũng hết sức là quan trọng nguyên đạo, đó là cái chuyên đề chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Và đặc biệt lớp học buổi chiều hôm nay của chúng ta với cái chuyên đề này sẽ được gặp gỡ vị giáo lý viên của ban quản trị giáo lý ban trị sự trung ương Phan Chí Tâm sẽ đảm trách qua cái chuyên đề này. Và nhận thấy lớp học chúng ta đã ổn định, giờ đây chúng tôi xin thay mặt cho ban tổ chức, ban giám thị cùng toàn thể quý vị đạo học viên xin được trân trọng giới thiệu và xin kính mời giáo lý viên Phan Chí Tâm, là giáo lý viên của ban phụ trách giáo lý ban trị sự trung ương, đến diễn đàn để gặp gỡ cùng quý vị đạo học viên chúng ta qua cái chuyên đề chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Xin trân trọng kính mời giáo lý viên đến diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức lớp, kính thưa quý vị trong ban giám thị, kính thưa cùng toàn thể quý đồng đạo cao niên kỹ trưởng và học viên thân kính. Thì buổi chiều hôm nay là ngày 13 tháng 8 niên Giáp Thìn, và hôm nay cũng là ngày 15 tháng 9 năm 2024, cũng là ngày khai giảng lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo khóa 559 được tổ chức tại ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Thì hôm nay chúng tôi cũng được sự phân công của ban bắt đầu lớp hôm nay được trở về đây để gặp gỡ tất cả đồng đạo chúng ta, chia sẻ qua một cái chuyên đề đầu tiên trong chương trình học tập, đó là chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Vậy thì lời nói đầu tiên thì chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý đồng đạo lời thăm hỏi, lời chào mừng quý kính cũng như lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Thì kính thưa quý đồng đạo thân kính, thì hôm nay cũng là một cái nhân duyên khi nơi đây chúng ta được tổ chức lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Thì đúng là thời gian trôi rất là nhanh, thì chúng tôi nhớ không lầm thì cách đây cũng khoảng trên 8 năm cũng ở cái hội trường này thì chúng ta cũng có mở một lớp giáo lý căn bản Phật giáo Hòa Hảo. Thì lúc ấy thì tôi về đây làm tổng giám thị, mới đó thì cũng đã trên dưới hơn 8 năm. Do đó thì năm nay theo cái sự nhu cầu học tập
ở địa phương thì chúng ta có tổ chức thêm một lớp lý căn bản nữa. Thì dầu rằng giờ này thì học viên thì nói chung là chưa đủ cái túc số mà theo hoạch định có ban đầu lớp. Tuy nhiên thì do cái điều kiện ở vùng sâu vùng xa, và chúng tôi cũng tin tưởng rằng còn vài ngày nữa thì chúng ta mới kết thúc cái chương trình đăng ký học tập. Thì cũng mong rằng các vị trong ban tổ chức sốt sắng để đồng đạo chúng ta vận động học viên ở các nơi đến để tham gia học tập. Bởi vì được lớp học thế này thì không phải là dễ, trên dưới gần 10 năm mới có một lớp. Do đó thì chúng tôi cũng mong rằng đây là việc chung của đạo, chứ không phải là việc của riêng ai. Do đó thì mỗi người chúng ta đều có trách nhiệm khi chúng ta phổ pháp là dạy Đức Thầy. Thì cũng mong rằng với sự sốt sắng của ban tổ chức, thì mong rằng những ngày tới lớp học chúng ta sẽ đầy đủ học viên hơn, thì để đáp lại cái sự mong cầu của ban tổ chức, cũng như nhằm thù đáp lại cái công của ban giám thị ở các tỉnh trở về đây để làm cái nhiệm vụ trực lớp và giảng bài. Thì cũng mong rằng đồng đạo chúng ta cũng phải hợp tác chặt chẽ, đoàn kết với nhau, để rồi mình có một cái lớp học cho nó đạt được cái kết quả, nhất là ở cái vùng tỉnh Tiền Giang, nhất là nơi đây. Thì đó là chúng tôi cũng xin thông qua đôi điều trong cái lời nói đầu ngày hôm nay. Thì đặc biệt thì buổi chiều hôm nay thì đáng lẽ đầu giờ thì chúng tôi đến lớp sớm để chúng ta học cái bài giảng đầu tiên, tức là chữ tu trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng mà do thì sáng nay thì mình cũng có công tác ở trên ban trị sự của xã Tân Quế, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Do đó thì vừa xong thì chúng tôi chạy xuống đây liền. Do đó thì vừa đầu thì chúng ta cũng đã nghe giáo lý viên Thẳng đã chia sẻ qua cái chuyên đề lược sử Đức Phật. Đến giờ đây thì giờ còn lại này thì tôi sẽ dành thời gian trên dưới khoảng 90 phút để đồng đạo chúng ta cùng nhau chia sẻ qua cái đề chữ tu trong lý Phật giáo Hòa Hảo. Và đặc biệt đề tài này rất là quan trọng, quan trọng về phương pháp nhận thức để chúng ta hiểu được thế nào là chữ tu. Và cái thứ hai quan trọng hơn nữa đó là phương pháp hành đạo. Đây là những cái điều mà then chốt nhất để mỗi đồng đạo chúng ta hôm nay là người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì mình cũng phải biết được chữ tu của đạo mình như thế nào. Và đồng thời hôm nay để đạt được kết quả thì chúng ta cũng phải cần hiểu được cái khái niệm của chữ tu, cần thực hiện những điều gì trong cuộc sống. Và một yếu tố đặt ra nữa về phương diện nhận thức thì mình cũng hiểu được là tại sao ta phải tu, và cái quan trọng là vì sao ta tu đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì những cái lý do đó chúng ta sẽ được giải trình trong cái buổi học chiều hôm nay. Thì yếu tố đầu tiên thì chúng tôi sẽ đánh số thứ tự theo cái theo câu hỏi đi, giáo lý ha. Chúng ta sẽ có một cái nhận định giáo lý là gì, tức là định nghĩa về giáo lý đó, khái niệm giáo lý. Thì điều này rất là phù hợp với câu hỏi số 1. Giáo lý là gì? Thì đồng đạo cứ y theo trong tài liệu. Giáo lý là gì? Là giáo điều lý nghĩa. Là giáo điều lý nghĩa do vị giáo chủ thuyết minh ra cho môn nhân nương theo đó mà tu học. Thì là tín đồ của một tôn giáo thì ít nhất thì chúng ta cũng phải hiểu về rành rẽ giáo lý của mình, mà Đức Thầy đã dạy rất rõ: học đạo lý như đờn trúng điệu, nhất là những câu giảng chứng minh á. Đồng đạo nên ghi chú: học đạo lý như đờn trúng điệu. Qua bản rồi thì cứ làm theo. Thì tôi chỉ ghi một vài câu thôi, rồi nữa thì chúng ta ngày mai còn sinh hoạt lại, rồi ban giám thị sẽ còn tức là ôn lại nữa. Thường thì những cái bài giảng này thì có trong hỏi ôn thi, thì đồng đạo cũng hết sức là quan tâm theo dõi ha, để chúng ta đến ngày thi đó mình khỏi có bỡ ngỡ. Như vậy thì về cái định nghĩa giáo lý thì rất là gọn à. Thì chúng ta cứ nói theo y tài liệu được rồi, và có câu giảng chứng minh là đủ rồi. Và đồng thời thì giáo lý nếu nói về cái chiều rộng đó, đây còn gọi là phương pháp tu hành. Và nếu nó rộng hơn nữa đó thì đây còn gọi là một trong ba cái món quý báu mà hàng ngày chúng ta thờ phượng lễ bái,
thì đó còn gọi là pháp bảo. Và giáo lý Phật giáo và hảo thì gồm nhiếp, trong đó thì gồm có sám giảng, thi văn toàn bộ, gọi là giáo lý. Và trong sám giảng, thi văn toàn bộ này, cái quan trọng nhất là gì? Đó là quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Và quyển Tôn Chỉ Hành Đạo này được Đức Thầy đặt cái tựa đề đó là cách tu hiền và sự an ở của người bổn đạo. Cho nên hôm nay tu đạo Phật giáo và hảo mà đồng đạo không hiểu được Tôn Chỉ Hành Đạo, không biết được cách tu hiền và sự ăn ở người bổn đạo, thì đây là một cái điều mà rất là thiếu sót trong đời tu chúng ta. Thì khi mình nghe ra qua cái tựa đề, cái tựa đề là chúng ta đủ hiểu là đây là cái điều rất là tích cực ở trong cái cuộc đời tu của mình. Cho nên ít nhất thì đồng đạo phải hiểu. Như vậy thì cái từ giáo lý nói gọn, giáo lý theo định nghĩa là giáo điều lý nghĩa do một vị giáo chủ thuyết minh ra cho môn đồ nương theo đó mà tu học, tức là do Đức Thầy chúng ta thuyết ra. Và đồng thời nếu chúng ta nói độ nào đó, đó là sám giảng, thi văn toàn bộ, đó là giáo lý, thì mình hiểu những điều căn bản đó. Và đồng thời giáo lý Phật giáo và hảo, chúng ta nhớ kỹ là do Đức Thầy viết. Đây cũng là một cái điều nổi trội nhất trong các cái phương pháp tu tập, mà một lát nữa khi trình bày về tại sao tu đạo Phật giáo và hảo thì chúng ta sẽ nói gọn hơn. Bởi vì từ xưa đến giờ cũng có các vị Phật, có nhiều vị Phật ra đời, nhưng mà thế gian thì thường biết nhớ đến là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vừa rồi thì đồng đạo giáo lý viên thẳng thì cũng đã có trình bày chúng ta rõ đó. Và ngày xưa Đức Phật chỉ nói thôi, Đức Phật không có biết, đồng đạo. Đức Phật chỉ thuyết pháp, tức là dựa vào căn cơ trình độ chúng sinh ngày xưa, chỉ cần nghe một bài pháp, một câu kinh, một câu kệ là người ta đắc đạo. Chứ không phải như giờ này mỗi đồng đạo chúng ta nhiều khi mà kinh kệ thuộc lào hết, nhưng mà đạo thì chúng ta còn rất là xa vời. Mình khó có là ngộ nhập Phật tri kiến đắc đạo là do cái căn cơ trình độ. Chính vì lý do đó Đức Thầy dựa vào căn cơ trình độ của chúng ta, gọi là tùy phong hóa dân sanh phù hợp. Thay vì nói, ngoài cái việc nói Đức Thầy miệng nhít môi đầy văn tao nhã, thì Đức Thầy chúng ta còn hạ bút thần thơ đã đầy khai. Nhờ Đức Thầy viết lại quyển giáo lý sám giảng thi văn toàn bộ để làm cái cơ sở chúng ta tu hành. Mà nếu như ngày xưa Đức Thầy mà không viết, Đức Thầy chỉ nói thôi, thì chắc là giờ này chúng ta lạc xa lắm rồi đồng đạo. Mình không có biết con đường đó mà tu hành. Rồi đồng thời ngoài cái việc Đức Thầy viết về giáo lý, và trong giáo lý này nó bao gồm luôn các yếu tố, trong đó có tôn chỉ, rồi có giới điều, rồi luôn cả giới luật, giới lễ, đều đủ hết đồng đạo. Trong toàn bộ sinh đi Đức Thầy có đủ hết. Cho nên chỉ cần chúng ta tiếp cận giáo lý là chúng ta hiểu được cái giáo điều, giáo điều chúng ta tu, tùy theo căn cơ trình độ mà mỗi chúng sinh có thể hấp thụ một phương pháp tu hành nào đó để chúng thực hiện theo. Và trong đó lại có giới lễ. Giới lễ là gì? Tức là những cái cách hướng dẫn thờ phượng lễ bái mà những bài sau này thì chúng ta sẽ tiếp cận. Rồi trong đó có luôn giới luật nữa, tức là giới luật của đạo. Thì những bài giảng sau này thì đồng đạo chúng ta sẽ hào hiểu được về giới luật của đạo là 8 điều đáng cấm. Và đồng thời thì vị giáo chủ là cái người khai sáng. Đây là bốn cái nguyên tắc cần phải có của một tôn giáo. Thì để là chúng tôi cũng nói thêm một số ý để chúng ta hiểu về giáo lý. Và đồng thời thì ý tiếp theo nữa, khi định nghĩa về giáo lý thì chúng ta cũng phải hiểu về cái phần lợi ích học giáo lý. Học cái lý lịch thế nào? Bởi vì giáo lý Phật giáo và hảo thì dựa trên một nền tảng duy lý thực tế. Tức là duy lý, tức là một cái lý lẽ duy nhất để cải thiện cái đời sống tâm linh. Và lý lẽ này rất thực tế. Nói mà mình bàn về cái khái niệm sanh lão bệnh tử thôi thì đồng đạo thấy rất là thực tế. Còn giả là giờ này mỗi đồng đạo chúng ta khi hấp thụ lời Đức Thầy thì đương nhiên là mình có được những cái sự hiểu biết rất là rõ ràng về thực tế trong cuộc sống, chứ không phải là xa rời, không phải là chúng ta đi tìm tức là sừng thỏ hay là lông rùa. Mọi cái gì đó Đức Thầy dạy rất thực tế để mỗi đồng đạo chúng ta tìm hiểu. Thì đó. Và đặc biệt thì giáo lý Đức Thầy ngoài gồm nhiếp những thực tế thì trong đó còn mang những cái nội hàm tinh tế về triết lý, về tâm lý, vân vân, như trong cái tài liệu đã có dạy rất rõ. Đấy, cho nên thì hôm nay những triết lý này thì khai thác từ ở trong cái nội tâm của mỗi đồng đạo chúng ta để chúng ta đạt được kết quả. Và đồng thời thì cái điều lợi thì đồng đạo thấy trong tài liệu đó thì tức là giáo lý Phật giáo và hảo thì cũng giống như một cái bản đồ để giúp cho hành giả đang ở trong rừng, nếu muốn được thoát khỏi cái sự mê tối thì cần phải nương theo cái bản đồ giống người đi rừng. Hoặc giả là kim chỉ nam, tức là la bàn đó. Kim chỉ nam nằm trong la bàn giúp cho kẻ vượt biển.
Thì thật sự chúng ta sống ở đây thì đồng đạo chúng ta có thể nhận định rất rõ, thì mình sống ở đây cũng như chúng ta đang sống trong đường mê, mà Đức Thầy xác định là trí phàm như chốn sơn lâm, dạy dân như phá rừng cầm cho dân. Cho nên hôm nay muốn vượt khỏi cái đường mê này thì chúng ta phải nương theo giáo lý, bởi vì giáo lý thì cũng ví như bản đồ, như Đức Thầy giải rất rõ rồi, ví như bản đồ giúp cho người đi trong rừng không còn lầm lạc bước. Cho nên hôm nay khi mà chúng ta đi theo đúng giáo lý Đức Thầy thì Đức Thầy xác định rất rõ, nay rừng bụi có người mở ngõ thì noi theo gió thỏ đàn dê, thì giáo lý Đức Thầy có một công năng đó. Hoặc giả là giờ này tôi và đồng đạo chúng ta đang lên đên giữa cái biển mê sông khổ, mà Đức Thầy khẳng định rất rõ là trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường xuống xuống lên lên luân hồi chuyển kiếp. Cho nên mình đang lên đên giữa biển khơi, không có một cái định hướng nào đó, thì chúng ta phải nhờ, đó là nhờ có kim chỉ nam để chúng ta làm định hướng, nhờ có kim chỉ nam để chúng ta làm định hướng. Lúc bây giờ thì khi có ca kim chỉ nam, như Đức Thầy dạy là thuyền bát nhã ta cầm tay lái quyết đưa người có bến sông mê, chỉ cần đồng đạo học giáo lý Đức Thầy thì coi như chúng ta đã xuống được con thuyền bát nhã. Thì con thuyền bát nhã này nó sẽ có một định hướng nhất định để giúp chúng ta cứ một đường thẳng lẳng mà mê, từ ở bờ mê này qua bến giác một cách rất là ngoạn mục. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ là ma thòn nhỏ dọn rồi đa, bước xuống đi qua bến giác mà sao hải chần chờ ta réo mãi, dân tình xem giảng cứ ngâm nga. Hoặc giả là ma ha thòn nhỏ đã dọn rồi, trèo lái chương bườm chớ thả trôi, như Đức Thầy dạy ở nhiều đoạn. Thì đây là chúng ta thấy nhận định. Cho nên cuối cùng thì mình mới khẳng định lại giáo lý Phật giáo Hòa Hảo là một chìa phá vạn năng, là một chìa phá vạn năng giúp cho chúng ta mở rộng cửa tâm chân lý. Này, tài liệu có đồng đạo tôi chấm chấm những ý thôi ha. Tài liệu có đầy đủ hết, là một chìa phá vạn năng giúp chúng ta mở rộng cửa tâm chân lý. Cho nên chúng ta khẳng định rằng, chúng ta khẳng định rằng học giáo lý là một điều lợi lạc lớn ha. Một điều lợi lạc lớn. Thì ở đây thì tôi chỉ đưa ra các ý thôi, đồng đạo cứ ý đó rồi chúng ta triển khai. Mà Đức Thầy dạy cuối cùng chúng ta chứng minh hai câu giảng đi: khá chi tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền ám phong ba. Thì học lớp học này, cái quan trọng thì mỗi đồng đạo chúng ta mình phải nhớ được câu giảng chứng minh. Nhiều khi trong tài liệu thì cũng có chỗ có câu giảng chứng minh và có chỗ không có. Cho nên trong quá trình các vị giáo lý viên đến giảng bài, giám thị sinh hoạt, thì đồng đạo nên tốc ký các câu giảng chứng minh để chúng ta có được cái một dữ liệu. Dầu đồng đạo trình bày rất là hay với các ý, nhưng mà chúng ta thiếu đi câu giảng chứng minh thì điểm không cao. À, chúng ta bị trừ điểm các ý. Ví dụ như giờ ở cái phần định nghĩa giáo lý, thì ngoài định nghĩa ra thì chúng ta phải có câu giảng chứng minh. Học đạo lý như đường trúng điệu và bản đồ thì cứ làm theo. Rồi về lợi ích học giáo lý thì chúng ta liệt kê một loạt lợi ích. Nào là giáo lý Phật giáo Hòa Hảo gồm nhiếp những tinh hoa tam giáo, mang những cái nội hàm quan trọng, những cái triết lý văn hóa tâm lý vân vân như tài liệu đã có. Rồi giáo lý Phật giáo Hòa Hảo như bản đồ giúp cho người đi trong rừng không bị lầm lạc. Rồi ví như kim chỉ nam giúp cho người vượt biển để đi đến định hình, đi đến là cái nơi giác ngộ giải thoát. Lý Phật giáo Hòa Hảo còn là một chìa phá vạn năng để giúp cho chúng ta mở rộng cửa trong tân của tâm chân lý. Nên ta khẳng định rằng học giáo lý là một điều lợi lạc lớn, mà Đức Thầy dạy là khá chí tâm học hành kinh sám, thoát nơi miền khám phòng ba. Thì nếu thực hiện được như thế thì đồng đạo chúng ta coi như là cơ bản là mỗi đồng đạo chúng ta đã hiểu về một số khái niệm về giáo lý. Rồi chúng ta đến phần thứ hai là chúng ta về chữ tu ha. Tu là gì? Thì cái số thứ tự nó không giống vào trong cái tài liệu, là bởi vì do cái phần giáo lý đó thì có câu hỏi thì có, tài liệu thì không đánh số. Thì đồng đạo cũng nói chung là hơi khó một tí, nhưng chúng ta cũng cố gắng theo dõi nha. Như vậy thì khi chúng ta hiểu giáo lý thì từ hiểu giáo lý chúng ta mới có được cái định hướng, định nghĩa chữ tu. Mà nếu đồng đạo không học giáo lý thì coi như là chúng ta tu mù. Mình khẳng định như thế. Bởi vì ngoài cái nghĩa theo từ điển
Thì bên cạnh đó chúng ta phải cần hiểu cái nghĩa theo là thầy dạy. Từ điển là một yếu tố cơ bản, nhưng mà cái cơ bản quan trọng muốn nói đây là lời dạy Đức Thầy. Có nghĩa là từ điển và lời dạy Đức Thầy nó phải mang một tính chất gọi là tỷ lệ thuận với nhau, nó không mâu thuẫn với nhau. Bởi vì tôi cũng học từ điển rất là nhiều đồng đạo. Tôi có lần về Phật học từ điển, về Hán Việt từ điển, về những cái quyển từ điển về tiếng Việt đó, thì có lần tôi xem hết luôn à. Tức là từ nào tôi cũng coi hết. Nhưng không phải từ điển là mọi cái là hoàn toàn đâu. Có những cái nó cũng bị mâu thuẫn là Đức Thầy. Cho nên xem từ điển chúng ta phải xem rộng ở nhiều quyển từ điển, ở nhiều tác giả. Thì lúc bây giờ mình mới có một cái tầm nhìn nó hoàn toàn chính xác. Còn nếu chúng ta dựa vào một góc nào đó thì chúng ta sẽ hiểu theo một góc. Ha, mình phải nhớ điều đó. Như vậy thì tu là gì? Thì đồng đạo nhớ kỹ, muốn nhắc lại lần nữa, trước khi tu chúng ta học đạo trước, học giáo lý trước là chúng ta hả tu. Hiểu về chữ tu nó mới chính xác. Vậy thì tu là gì? Khái niệm tu là sửa. Đây là khái niệm giữa từ điển, tu là sửa. Một cái khái niệm cơ bản nhất để chúng ta hiểu. Cho nên về cái tiếng Việt từ điển thì tu là sửa. Sửa từ xấu ra tốt, từ dốt ra thông, từ hư hèn thành đúng đắn. Từ xấu ra tốt, từ dốt ra thông, từ hư hèn thành đúng đắn. Cho nên hôm nay chúng ta phải nhận định điều đó để chúng ta hiểu được cái tổng quát về chữ tu. Bởi vì thường nghe nói chữ tu thì lúc bây giờ chúng ta nghĩ theo cái hoàn cảnh sống xã hội. Bởi vì thường thấy mấy người đi tu đó, mấy người này là thất tình, mấy người này là mấy người phải nói gọn là mang một cái tính tiêu cực trong cuộc sống, những người bị lâm nợ hoặc là tuổi già, hoặc là khi mà chúng ta liên tưởng đến chuyện tình lang và điệp thì chúng ta sẽ hiểu chữ tu theo một cái nghĩa rất là tiêu cực. Thì như thế là chúng ta đi không đúng. Mà thật sự đồng đạo, bởi vì thánh nhân mới dạy cái câu là nhân vô quả quạng bất hồi đầu. Con người mà không có trải qua những cái tai ương hoạn nạn thì ít có ai quay đầu hướng thiện lắm. Cho nên thường thì theo kinh nghiệm của tôi đó, trong đạo chúng ta phần nhiều tu là người lớn tuổi là nhiều, người nhỏ tuổi ít có tu lắm. Bởi vì khi người lớn tuổi người ta cảm nhận được, nếm trải được cái sự cay đắng cuộc đời thì người ta mới quay đường tu. Hoặc giả là những người gặp một cái hoàn cảnh cùng cực của sự khổ thì thường mới tu. Còn bình thường thì cũng có người tu nữa, nhưng mà nó lại, nếu nói về tỷ lệ ít hơn, đắt thấp. Do đó thì thường thì chúng ta thấy trong đạo mình cao tuổi là nhiều đó, rồi những người mà khổ nó nhiều hơn trong cuộc sống. Cũng có những trường hợp giận vợ tu, rồi giận con cái, giận chồng tu, rồi cũng có những trường hợp làm ăn thua lỗ tu, vân vân. Nhưng mà nói chung thì đó cũng do cái nhân duyên thôi. Thì đó là mình hiểu về một cái những cái hoàn cảnh xã hội. Chính vì cái hoàn cảnh xã hội này cho nên người ta mới ngộ nhận, ngộ nhận nghĩa chữ tu. Cái nghĩa chữ tu rất là tích cực đồng đạo. Cho nên nếu nói chữ tu đó, ví dụ như nhà chúng ta hư thì hôm nay chúng ta tu sửa nhà cửa lại, gọi là tu đó. Rồi cái con đường này hư, người ta tu bổ lại, gọi là sửa đường. Một cây cầu hư thì người ta sửa lại, gọi là tu kiệu bào lộ. Chứ đâu có phải là tiêu cực chúng ta nghĩ đâu. Cho nên nếu nói về khái niệm chữ tu rất là tích cực. Và điều này Đức Thầy chúng ta cũng dạy rất rõ. Chữ tu chớ khá trễ trầy. Chữ tu chớ khá trễ trầy, phải trao phải sửa, nghe thầy dạy phiên, như Đức Thầy chúng ta dạy rất rõ. Như vậy thì giờ này mình đã nhận định chữ tu là sửa. Như vậy thì mỗi đồng đạo chúng ta phải xem ai ai hãy đáng xét mình, nếu còn tánh xấu thì đinh ra ngoài. Mỗi đồng đạo chúng ta khi mà ngồi đây thì tin tưởng rằng khi mà chúng ta chưa xét mình, mà đặc biệt một điều đồng đạo muốn xét mình đó, như tôi nói nãy rồi, mình phải lấy lý Đức Thầy làm những điều cơ bản để xét mình. Chứ không phải là chúng ta nghe theo bên ngoài chúng ta xét mình. Hôm nay mình tu mà chúng ta nghe theo chị bạn, nghe theo hàng xóm chúng ta xét mình thì đó là một cái điều nguy hiểm, coi chừng biến chúng ta thành một cái con người mê tín. Vì vậy cho nên mình phải học là Đức Thầy trước. Học là Đức Thầy rồi chúng ta mới xét mình. Thì khi chúng ta xét mình thì lúc giờ mình sẽ phát hiện ra những cái điều nó đang đi ngược lại với một cái tiến trình hành thiện tránh ác. Thì những cái gì mà nó đi ngược lại, mâu thuẫn với tiến trình hành thiện tránh ác thì đó là những cái mà chúng ta phải khắc phục. Khắc phục. Cho nên hôm nay trong mỗi đời sống chúng ta thì giờ này cái quan trọng là chúng ta tu ở bản thân của mình. Có nghĩa là mình hoàn thiện chính mình. Chính mình thì gồm có những gì mà chúng ta hoàn thiện. Cho nên cái chữ tu này bắt đầu chúng ta hoàn thiện. Thứ nhất là gì? Hành động.
hành động. Như vậy thì hành động chúng ta, thì lúc bấy giờ hầu đó mình chưa có đọc sách, chưa học Phật, chưa đọc giảng thầy thì mình không quan tâm. Nhưng mà giờ này học giảng thầy rồi thì mình sẽ phát hiện được trong cái hành động mình nó có những cái giúp người, thương người, mến Phật, làm cái điều này có lợi cho mình, lợi chúng sinh. Và đồng thời thì trong cái khái niệm đó thì cũng có những cái nó lợi mình mà hại người, hại cho người khác, làm người khác đau khổ, thì những cái đó những cái chúng ta sửa. Như vậy về phương diện hành động ở đây là chúng ta sửa cái hành động của mình. Đây còn gọi là tu thân ha, còn gọi là tu thân, sửa hành động, tu thân. Như vậy thì giờ này cái thân hành động của chúng ta thì mình đồng đạo biết đó, trong đó có sát sanh, đạo tặc, tà dâm. Bởi lúc này thì mình hiểu rồi, cho nên hôm nay khi bắt đầu tu thì chúng ta phải loại bỏ ba điều ác này ở ngay cái hành động của mình. Thì đó có thể nói là những cái điều cơ bản nhất để chúng ta sửa hành động của mình. Rồi ngoài sửa hành động ra, chúng ta mới sửa lời nói. Lời nói, như vậy thì lời nói gọi là gì? Gọi là tu khẩu. Tu khẩu. Như vậy thì lời nói chúng ta, khi mà mình chưa tu thì lúc bây giờ mình mặc tình, ê, chúng ta cứ đa ngôn, đa quá, đa ngôn loạn ngữ, muốn nói thì nói, không có cần, không cần suy nghĩ. Cho nên Đức Thầy mới dạy là khi nói làm ít chịu suy lường, mãi phạm tội nó rằng nghiệp ác. Do đó cho nên chính vì mình không hiểu được một cái tiến trình, mình không hiểu được cái lợi và hại của lời nói mình, cho nên lúc này chúng ta mặc tình. Thì từ chỗ mặc tình chúng ta dùng lời nói mà không có một cái sự quán xét kỹ lưỡng, thì từ đó chúng ta sanh nghiệp. Cho nên Đức Thầy mới dạy là xưa Đức Thánh luận bàn cái lưỡi, Ngài nói rằng các việc tại mày, thuận với bà hay ghét với rầy cũng cái lưỡi làm thầy các chuyện. Cho nên hôm nay khi mà mình đọc cái án văn này thì mình sẽ liên tưởng, à như vậy là quả hai phúc đều do miệng lưỡi chúng ta mà ra. Vì vậy Đức Thầy mới dạy là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đoan chánh hiện từ, tích thiện thì thường có phước dư, bằng tích ác quần đeo đắp. Có nghĩa rằng chỉ cần chúng ta điều chỉnh lại, hoàn thiện là nói của mình. Ca dao thì dạy rất rõ, lời nói không mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Đức Thầy thì dạy chúng ta lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch. Chỉ cần đồng đạo nói cái lời thanh mai, cái lời nho nhã, cái lời hiền hậu thì lúc giờ gọi là ái ngữ. Cái điều không phạm ác khẩu là ái ngữ thì đó là sanh phước. Còn chỉ cần chúng ta nói những cái lời mà đi ngược lại, tôi nói đơn giản, chúng ta nói lời cọc cằn, thô tục, khó nghe thì bao nhiêu đó là chúng ta lãnh đủ ác khẩu rồi. Kể cả như là tức là cái phước nó không có, mà ngược lại thì chúng ta sẽ lãnh cái nghiệp. Cho nên một cái người tu thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải làm chủ được lời nói của mình. Lời nói mình nói thế nào đó mà đảm bảo mình phải trung thành với mình. Có nghĩa là chúng ta phải làm sao mà chúng ta hiểu được, nhớ được những cái chúng ta nói. Tránh trường hợp hôm nay lợi người này chúng ta nói vậy, lợi người kia chúng ta nói khác. Thì điều này là cái điều mà chúng ta đi ngược với chữ tu. Do đó cho nên lúc chưa tu thì sao cũng được, nhưng mà hôm nay tu rồi thì lời nói chúng ta nói như sao phải giữ y cái lập trường đó, chứ không phải là lần này nói vậy lần kia nói khác cho người ta mít lòng lại với nhau. Rồi ngày xưa mình chưa tu thì thường mình có những cái lời nói ỷ thị, mình ỷ mình làm chủ, ỷ mình là người giàu có, ỷ mình làm quan, ỷ mình là người có học, ỷ mình là người khôn lanh, thì chúng ta sẵn sàng có những cái lời nói để rồi phước không có mà hoàn toàn nó sanh nghiệp, nó gây nên sự mâu thuẫn. Còn giờ này mình đã tu rồi thì đương nhiên chúng ta không dùng cái lời ỷ thị, bởi lúc này mình đã học Phật rồi, mình đã hiểu rồi. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày mình đạo biết đó, một người mà dùng lời ỷ thị thì thường là không được lòng người, bị người ta chế nhạo và mình cũng mất đi uy tín. Người ta thường nói rằng đó, chị này chỉ nổ quá, làm được có bao nhiêu đâu mà khoe khoang thế này thế kia thế nào, tức là mình ỷ mình lúc nào mình cũng nghĩ mình là hơn. Tôi nói là luôn cả trong cái phương diện học Phật, mà giờ này mình nói ví dụ đi, mình đưa ra một số ví dụ, đừng có nói chi chuyện ngoài đời nó rộng, mình chỉ nói trong cái quá trình mình tu mình thôi. Mình hôm nay mình tu hành tinh tấn, mình cúng được một ngày ba thời, cái mình tự cao và nó tràn ơi ông hai tu hành sao bằng tôi cúng ngày ta ba thời, ông cúng ngày hai thời sao bằng tôi, thì bao nhiêu đó chúng ta phạm rồi. Hoặc giả là mình đi làm từ thiện nhiều hơn đồng đạo mình, ơi chị đi làm sao bằng tôi ngày nào cũng làm từ thiện hết trơn, chị tuần lễ làm ngày chủ nhật sao bằng tôi, thì chết ở chỗ mà sao bằng tôi đó. Rồi chị thuộc giảng sao bằng tôi, giảng thầy thuộc hết trơn á, quyển nào cũng đọc hết trơn á, cũng cũng là thuộc lão hết trơn, chị thuộc mấy câu giảng sao chị bằng tôi.
Chị ăn chay tháng có 4 ngày sao bằng tôi? Tôi ăn chay trường năm nay đó là 5 năm rồi đó, 10 năm rồi đó. Thì những cái câu nói đó nhiều khi chúng ta cố ý, hoặc giả chúng ta vô tình, nhưng mà nghiệp thì nó không có vô tình. Nhiều khi chúng ta nói chơi, nhưng mà nghiệp không có chơi. Vì vậy nên vô tình hoặc là nói chơi những câu nói đó thì nó sẽ bào mòn cái phước của chúng ta. Như vậy thì cái công ăn chay, công cúng lạy, cái công làm từ thiện nhiều người khác đâu có nhiều đâu, đúng không? Bị cái miệng ăn hết rồi đồng đạo. Cho nên đó là những cái mà chúng ta phải tu đó. Rồi khi mình chưa tu, tôi nói đơn giản đâu nè, về cách ứng xử và dùng từ ngữ, nhất là trình tình chồng vợ với nhau nè. Lúc mà chưa tu á, thì lúc bây giờ á, nhiều khi chồng vợ nói chuyện nạt nộ với nhau. Nhiều khi nhất là quý mà râu với ông đó, thì đi đâu về mệt mà vợ hoặc là con nó làm gì không đúng, cái nói chuyện sắn một cái đùng một cái rầm. Thì cái đùng cái rầm đó là gì? Là nghiệp đó. Chỉ cần chúng ta nói cái lời giận thôi. Ở đây tôi chưa nói đến chúng ta kêu trời Phật thần thánh. Ở đây tôi chưa nói đến cái câu chữ thời hoặc là cái câu thô tục. Tôi chỉ nói chúng ta trả lời hơi lớn tiếng thôi. Mình nói mà với một cái tư cách là chúng ta giận á, nói mà giả sử như là gần như không có tế nhị đó, không có văn hóa đó, thì bao nhiêu đó chúng ta vẫn phạm ác khẩu. Cho nên một cái người mà tu hành rồi thì người ta nói chuyện rất là nho nhã, nhỏ nhẹ. Bác đồng đạo mình phải dạ vâng, hoặc giả là có một cách ứng xử nào đó, chứ tuyệt đối là không có dùng cái lời cọc lóc. Bởi vì chúng ta nói lời thô tục là gì? Đó là ác khẩu, đó là nghiệp. Cho nên đồng đạo hình dung đi, nếu một con người mà thực hiện được vậy là tốt lắm rồi, rất là tốt đồng đạo à. Nếu tu đúng là như thế đó. Rồi yếu tố thứ tư nữa về cái tu khẩu này, thì tuyệt đối chúng ta khi mà nói cái gì đó thì nó phải cho đúng, chứ không phải chúng ta nghe đằng gió nói đằng sóng. Không phải chúng ta nghe theo cái lời đồn rồi chúng ta lại nói những cái nó không đúng sự thật. Chuyện có nó không, chuyện không nó có, thì không thể nào chấp nhận được trong đời tu. Thì đó là những cái cơ bản nhất về miệng lưỡi chúng ta. Mà khi đồng đạo tiếp cận về các chuyên đề tam nghiệp, về thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, thì đồng đạo chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Ở đây là tôi chỉ nói một cách chung chung thôi, để chúng ta có được định hình. Rồi cái thứ ba nữa, chúng ta tu cái gì? Ý tưởng, tư tưởng chúng ta, tức là chúng ta tu tâm ha, ý tưởng. Như vậy thì ý tưởng, nói tới ý tưởng thì tất cả chúng ta cũng có rồi. Đồng đạo đang ngồi đây nghe tôi nói chuyện, cái trong lòng có suy nghĩ đó, phải không? Có suy nghĩ liền, ai cũng vậy thôi. Cho nên đồng đạo nhớ kỹ nha, ý tưởng là một yếu tố mà nó sẽ làm cho con người chúng ta rất đau khổ. Cho nên thường thường thì thân bệnh đó, bác sĩ không sợ, mà bác sĩ sợ nhất là tâm bệnh. Tâm bệnh là vô phương chữa đồng đạo ạ. Mình phải nhớ kỹ điều đó. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta về ý tưởng là chúng ta tu tâm. Vậy thì thế nào là tu ở ý tưởng? Bình thường ý tưởng chúng ta thì nó bộc phát ba yếu tố chính, đó là gì? Tham lam, tham danh, tham lợi, tham sắc, tham tiền, tham quyền, tham thế. Thì Đức Thầy mới dạy thêm, những sự ấy nó xô đẩy con người vào chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đấu ác liệt, gây nên những thảm họa tày trời, những tấn tuồng giặc giá. Như vậy thì ngồi đây, xin thưa đồng đạo, không ai dám nói rằng tôi không có tham. Biết sao để được tôi tham, không ngăn không đái, càng làm không kiêng. Tất cả chúng ta quả ít vật nhiều. Nói thật đồng đạo, tôi vẫn còn bị tham đó, không phải là không đâu đồng đạo à. Cho nên thật sự là mình phải giải bài với nhau. Do đó cho nên hôm nay chúng ta tu là gì? Đừng có tham nữa. Hồi đó chưa biết, nhưng mà giờ này biết à, ông cha chúng ta dạy làm sao? Tham, tham, tham cái nào là chết cái đó đồng đạo. Tham tường, tham tiền tài thường vướng nạn e nạn eo, mà tham sắc đẹp thì nhà tan cửa nát. Tham danh thì chết về danh, mà tham tiền chết về tiền, mà tham sắc thì chết về sắc. Chúng ta tham mình muốn về của mình, nhưng mà không ngờ chúng ta sẽ bị nó trói buộc chúng ta lại trong cuộc sống. Tu là giải thoát, mà nếu còn tham là bị trói buộc đó. Vì vậy cho nên về tu tâm này thì trong nội tâm chúng ta không có tham. Rồi đồng thời cái tánh sân, trong tâm chúng ta thật sự giờ này thì mình khó tránh cái ngọn lửa này lắm. Mà Đức Thầy dạy lửa trong tâm chẳng đốt mà lưng, tất cả chúng ta đều còn tánh nóng. Lúc bình thường thì dịu dàng, hiền hậu, dễ thương, dễ mến lắm. Nhưng mà đụng chuyện, khi mà đụng một cái hoàn cảnh gì đó nó đi ngược đấy, phải không đồng đạo? Đi ngược thôi là chúng ta thấy bắt đầu nó có khó chịu rồi. Tư tưởng nó mách bảo mình không hài lòng rồi, bức rứt, tức tối. Cần phải làm cái này, cần phải nói cái này, cần phải dùng cái kia. Thì từ phương tiện đó nó sẽ bốc quả. Đây là chúng ta tu ý tưởng của mình. Cho nên khi mà bắt đầu phát quả thì chúng ta phải dằn lại tại nội tâm của mình. Nghĩa là chúng ta làm sao mà mình phải luôn luôn ở trong một thế chủ động. Bởi vì những cái cơn thịnh nộ, đỏ tay, tím mặt, hung dữ, có những cái hành động, lời nói cao cấu, thì những cái đó nó đi sau ý tưởng.
ý tưởng định hình. Tôi nói ví dụ như cô giận con lắm, tức lắm, thì trước khi mình chửi con mình là cái tức đi trước, đúng không? Mình sẽ định hình được, một lát con mình về mình sẽ chửi nó, mình sẽ rầy nó, mình sẽ nói với nó này kia nghe, tại sao làm vậy 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 đó. Thì trong cái quá trình mà tư tưởng định hình là chúng ta diệt ngay tông trước nước, đừng để thành hành động, đừng để thành là nói, đó là tu đó đó. Hoặc giả là mình giận chồng mình giận vợ mình đợi chiều nay vợ mình về, chồng mình về đây, rồi mình sẽ dùng những cái lời nói thậm tệ để mình nói cho nó bỏ, tức quá. Thì trong khi đó thì đó là những cái thất bại nhất trong đời tu chúng ta, thì mình phải sửa. Rồi cái thứ ba nữa, ý tưởng chúng ta thì lúc nào nó cũng có những cái sự mê si tập tối, cái sự dị đoan mê tín, cái sự ham linh ham nghiệm. Bởi lúc này mình mới bước vào con đường tu, thì với một cái sự tín ngưỡng sẵn có nơi mỗi con người chúng ta, cho nên khi gặp một cái hoàn cảnh như đó thì mỗi đồng đạo chúng ta lại tư tưởng mình nó hùa theo, và nó hùa theo một cái nơi không chánh tính, một cái nơi mà phải nói rõ là gần như là nó đượm cái mùi dị đoan mê tín. Thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải khắc chế lại, mình biết đó là dị đoan mê tín, mình biết đó là cái việc quyển quật thời cuộc thiên cơ, không nên nghe, không nên tin, thì đó là chúng ta tu đó. Như vậy thì ở đây muốn nói trong cái nội hàm chính yếu ở đây, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải sửa ở hành động, ở lời nói, ở ý tưởng. Mà Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ, sát trần tục, sát trần tục như cây cảnh khết, làm hiền hoài ác phải tiêu mòn, đẻ với bào đứa nó cũng tròn, đến chừng đó trong vào rất tốt. Thì đó là chúng ta đã hoàn mãn chữ tu. Cho nên xin nhắc lại, chữ tu là gì? Tu là sửa. Sửa từ xấu ra tốt, từ dốt ra thông, từ hư hàng thành đúng đắn. Mà Đức Thầy dạy chữ tu chắc khác để trầy, phải trao phải sửa, nghe Thầy dạy phiên. Và cái quan trọng là chúng ta sửa cái gì, thì đồng đạo chúng ta cũng phải trình bày được ở đây là chúng ta sửa cái này ha. Cái quan trọng là chúng ta sửa cái này, sửa thân khẩu ý, đó là cái cốt lõi nhất cái vấn đề. Cốt lõi vấn đề ở chữ tu là chúng ta phải nói được sửa ba cái này. Chứ giờ này mình nói sửa, nói chung chung mới sửa gì đó đồng đạo. Tức là đây không nói chung chung, mà chúng ta nói bằng thực tế. Bởi mình định nghĩa cho lý nãy rồi, thực tế mà. Thì khi mà chúng ta đưa ra cái này là quá thực tế rồi, cái thực tế này chúng ta đã và đang phạm, thì mình phải cầu tiến, mình phải khắc phục, đó mới thiện là người tu. Và đồng thời đồng đạo hình dung giùm tôi đi, trong đời sống cá nhân của mình, mà nếu hành động, lời nói, ý tưởng mà chúng ta không phạm 10 điều ác, thì lúc bây giờ đồng đạo thấy người như thế nào nè? Lúc bây giờ mình là thánh nhân rồi, đâu có còn là phàm nhân. Lúc bây giờ mình là tiên tử, đâu còn là tục tử nữa đồng đạo. Nếu như một con người mà đứng giữa trời đất này mà thân họ không còn sát sanh đạo tặc tà dâm, khẩu họ mở miệng ra không còn lưỡng thiệt ỷ ngôn mà khẩu vọng ngữ, trong tâm của họ không còn tham lam sân nộ mê si, thì người này là người thánh nè. Người này làm sao mà chúng ta tìm được? Giờ này trên mặt đất này 8 tỷ người mà đồng đạo mà tìm được một người này cực kỳ hiếm đồng đạo, không phải đơn giản. Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ là người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn, là nhìn cái này nè, nhìn cái hành động, nhìn cái lời nói, nhìn ý tưởng, người ta mới trông mới nhìn được. Còn cái này chúng ta tu mà chúng ta phạm tùm lum hết trơn thì ai trông mới quý ai nhìn mình? Thì đó là những cái cơ bản nhất về chữ tu. Và đồng thời hôm nay khi chúng ta hiểu về cái niệm chữ tu, thì mỗi đồng đạo chúng ta cũng phải cần biết được cái nguyên nhân là tại sao chúng ta tu. Mà Đức Thầy dạy nhìn Phật giáo mà tìm cái lý, coi tại sao ta phải tu hành. Chúng ta qua cái ý thứ ba. Như vậy thì phàm làm việc gì thì chúng ta cũng phải đều đặt câu hỏi. Hôm nay đồng đạo chúng ta bắt đầu làm vườn, bắt đầu trồng sầu riêng, bắt đầu trồng bưởi, bắt đầu trồng chôm chôm, thì yếu tố đầu tiên đặt câu hỏi tại sao chúng ta phải xuống giống sầu riêng vào một cái thời vụ này, rồi hoặc giả là tại sao mà chúng ta phải xuống giống chôm chôm vào thời vụ này. Thì nếu chúng ta trả lời được có những câu giải đáp thì việc làm chúng ta tất nhiên là đạt kết quả. Mà nếu mình không đặt câu hỏi, cũng không có những yếu tố để chúng ta giải đáp được, thì coi chừng việc làm chúng ta thất bại. Đó là cái điều đương nhiên đồng đạo trong cuộc sống. Cho nên hôm nay đồng đạo nhớ kỹ nha, đời tu chúng ta rất là quan trọng. Ví dụ bây giờ đồng đạo làm ăn, mùa này thất, mùa sau gỡ. Mùa này lỗ vốn, mùa sau gỡ.
Mùa sau gỡ không được, mùa sau gỡ cũng được. Bây giờ không có tiền thì mượn, không có mượn được thì đi vay ngân hàng để kiếm cách gỡ, nó cũng còn có cơ hội chúng ta phát triển. Còn đặc biệt đời tu chúng ta, đồng đạo như kỹ, chúng ta cá cược cả một cuộc đời, chỉ có một thôi đồng đạo à. Hôm nay chúng ta tu là phải đạt kết quả, phải có được hoa trái. Mà nếu đồng đạo chúng ta chỉ cần đi sai định hướng rồi, thì lúc bây giờ nó sẽ thay đổi một định hướng, đi trật, đi không trúng rồi. Thì trong Kim Cổ Kỳ Quan ông ba dạy là lầm tà đạo nhưng bất dụng. Cả đệ tu mình cá cược cả một cuộc đời, và cả cuộc đời này mà nếu thất bại đó, nguy. Chứ không phải như chúng ta làm vườn làm ruộng đâu, mùa này thất thì mùa sau chúng ta gõ. Còn hôm nay chúng ta tu mình phải có một cái vốn kiến thức để chúng ta đi từng bước một. Đúng cái câu là đường đạo đức bước đi từ nấc, đi bước nào phải chuẩn bước đó, để chúng ta đạt được kết quả ngay trong đời tu của mình. Còn nếu như mà chúng ta đi sai rồi thì chúng ta đánh đổi một kiếp, mà kiếp sau chưa chắc gì chúng ta sanh lại ở đây gặp giảng thầy là chúng ta tu đồng đạo. Cho nên giờ này chúng ta phải tận dụng, mình phải hết sức là kỹ lưỡng chặt chẽ, đi từng bước đi của mình chắc chắn. Cho nên muốn hiểu được các điều đó thì cái hệ thống của chữ tu này chúng ta cũng phải hiểu được tại sao ta phải tu. Như vậy thì căn cứ theo tài liệu thì có 3 nguyên nhân chính mà mỗi đồng đạo chúng ta tu. Thứ nhất là gì? Duyên lành. Do duyên, duyên lành. Như vậy thì hôm nay chúng ta tu không phải đang không. Trên đời này không có gì đang không cả. Mà đồng đạo chúng ta nhớ kỹ là hôm nay chúng ta tu là nhờ cái duyên. Mà Đức Thầy dạy là duyên lành sẵn có ơn trên quá, bồi đắp nền nhân ức đại sâu. Hoặc là duyên lành rõ được hùng điên, chẳng qua kiếp trước thượng duyên hữu phận. Trong tài liệu có đồng đạo, duyên lành rõ được hùng điên, chẳng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần. Thì chúng ta thấy rõ. Và đồng thời thì đồng đạo biết rõ rằng, nếu nói về sách xưa đó, thì sách xưa cho biết rất rõ, tức là dược y bất tử bệnh, Phật quá hữu vi nhân. Có nghĩa là thuốc hay nhưng không chữa được bệnh tới số. Và đồng thời Đức Phật ngày xưa cũng đã tuyên bố có những điều mà Đức Phật không làm được. Thứ nhất là Đức Phật không thể nào độ được cái người không có duyên. Có duyên Phật mới độ. Cho nên Đức Thầy mới dạy là vô duyên khó biết là Thầy nói xa. Và cái thứ hai nữa là Đức Phật không thể nào làm tiêu nghiệp của chúng sanh. Chúng sanh có nghiệp thì phải tự chúng sanh đó tu tập để giải trừ cái nghiệp đó. Chứ Đức Phật không có một cái khả năng để làm tiêu nghiệp chúng ta. Cái thứ ba, Đức Phật không thể nào ban trí tuệ chúng ta. Mà chúng sanh đó muốn có trí tuệ thì chúng sanh đó phải tự tu, phải giữ giới, phải niệm Phật, phải thiền định, phải thực hiện theo bát chánh đạo, rồi từ từ nó sẽ phát sinh ra một cái nguồn năng lượng trí tuệ do mọi chúng sinh đó tự có, chứ Đức Phật không có cho được. Và cái thứ tư nữa, giáo pháp của Phật, Đức Phật tóm gọn lại bằng một chữ không, cho nên không thể nào mà dùng những ngôn từ, những chữ nghĩa mà nói cho rốt được cái diệu lý của nhà Phật. Vì vậy ngày xưa Đức Phật thuyết pháp thì đây là chỉ là phương tiện, phương tiện mà Đức Phật thuyết pháp. Rồi hôm nay Đức Thầy chúng ta sáng tác xâm thi cũng gọi là phương tiện. Đáng lẽ là tu là không nói lời nào hết, nhìn với nhau là hiểu không cần nói. Nhưng mà thời kỳ này nếu như thế thì làm sao mình biết con đường tu hành đồng đạo? Cho nên các ngài phải phương tiện pháp môn để các ngài dạy chúng ta tu. Thì đấy là mình phải hiểu các điều đó. Vậy thì từ cơ sở đó, ở đây chúng ta nói mình đồng đạo mình ở đây, nội hội trường này với tôi thôi, thì thật sự là chúng ta đã có duyên với nhau ở nhiều đời nhiều kiếp đó. Đâu phải là đương không, hôm nay đồng đạo chúng ta gặp nhau thế này đồng đạo, mình có duyên rồi. Có thể kiếp trước đó quý vị là ông bà của tôi, anh em ruột thịt của tôi, hoặc là ở kiếp trước vị đã cho tôi cái gì đó, tôi đã hỗ trợ cho quý vị cái gì đó, cho nên kiếp này chúng ta mới gặp gỡ với nhau, để ngồi với nhau, cùng với nhau ở mấy đạo tràng này. Đây là duyên đó. Và đồng thời cái duyên lớn hơn nữa là Đức Tôn Sư chúng ta. Kiếp trước thì mỗi đồng đạo chúng ta cũng đã hỗ trợ thầy cái gì đó rồi. Có thể ở tiền kiếp tôi và đồng đạo chúng ta đã cho thầy một chén cơm, một bát nước, một miếng vải. Bởi Đức Thầy chúng ta là người dân Việt Nam đồng đạo, Đức Thầy chúng ta tu tập tại thế gian này, trải qua nhiều đời tu hành, chẳng những tu ở đây mà Đức Thầy còn chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đã học kinh nghiệm quyền thâm. Và mình đã giúp gì cho thầy thì cái sự giúp đó là gì? Đó là chúng ta gieo duyên. Từ ở chỗ gieo duyên đó mà ngày hôm nay Đức Thầy chúng ta quay trở lại đây. Cho nên Đức Thầy quay trở lại đây, người nghe đạo lý thì mới, cái người này có duyên với thầy nè.
kẻ lại nhúng trời nói lão kiếm cơm, cái người này không có duyên. Hay hoặc là người khôn nghe nói càng rầu, người này có duyên nè. Người ngu nghe nói ngửa đầu cừ đeo, người này không có duyên. Bởi vì đây là mình nói chung là do căn cơ trình độ của mỗi chúng sinh. Vì vậy Đức Thầy đã khẳng định rất rõ, vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão ta hóa hiện ra đời để cứu độ chúng sinh. Như vậy ở nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã thù đáp, đã đóng góp, đã giúp đỡ Đức Thầy, cho nên kiếp này gặp Thầy là chúng ta tu liền. Vì vậy cho nên từ cơ sở đó đồng đạo đáng tu, mình đã có tu rồi, mình đã tu tiền kiếp rồi, không phải hôm nay chúng ta mới tu một kiếp này đó đồng đạo à. Nếu mà ở kiếp này mình là người dân Việt Nam được sinh ra tại trung ương điểm, bởi vì nước Việt Nam nhằm cõi trung ương sao sẽ có Phật tiên tại thế, thì chỉ cần chúng ta sinh làm con dân Việt Nam là chúng ta biết là mình có phước rồi đó. Cho nếu như hôm nay mình không phải là con dân Việt Nam cũng tốt, nhưng mà nó không được bằng. Bởi vì dân Việt Nam là dân Hồng Lạc, tức là giống Hồng Lạc Kim Chi Ngọc Diệp, nay đổi giờ dù sẽ thoát hàng. Dân chúng ta là do bào thai sinh ra mà, tức là giống dân Hồng Lạc. Do đó cho nên cành vàng lá ngọc. Vì vậy cho nên mình được làm dân Việt Nam là chúng ta thấy có phước. Rồi chúng ta đầy đủ tứ chi, chúng ta là con người bình thường trong cuộc sống này, cũng không đến đổi là nghèo khổ, thì đồng đạo thấy là phước lớn đúng không? Rồi đồng thời đồng đạo chúng ta hôm nay lại được học Phật. Đâu phải ai cũng học Phật được đâu, ai cũng đủ duyên nghe Phật Pháp đồng đạo. Cho nên chúng ta đã có tu nhiều kiếp rồi, nhưng mà một điều chúng ta nhớ, mình tu rồi mình cũng rớt rồi luôn, phải không? Tu rồi mà rớt rồi. Vì vậy cho nên sau khi Ngài Đức Thầy đề mở đạo một thời gian ngắn cho dưới hơn 10 tháng, thì lúc bây giờ Lôi Âm Tự, đại khái là Đức Phật A Di Đà mới triệu Đức Thầy chúng ta trở về. Cho nên trong bài dặn dò bổn đạo Đức Thầy sáng tác vào tháng 2 năm Canh Thìn, Đức Thầy đã khẳng định rất rõ: Lôi Âm sắc lệnh đòi dài hỏi han, cúi đầu tao trước Phật đàn, lê dân ngoan ngạnh, ngoan ngạnh sớm làng cừ khói, đầu đuôi tao lại khúc nôi, 100 mới đặng ói thôi 10 người. Và Đức Thầy xác định thêm rằng đó, 100 đặng ói thôi 10 người, mãn lo cao thấp ngạo cười, bởi chân trần hạ biến lười không lo, Di Đà nghe tấu buồn xót. Thì lúc bây giờ Đức Phật A Di Đà nghe Đức Thầy tâu vậy, Đức Phật A Di Đà buồn lắm, hỏi sao buồn đồng đạo, sai Đức Thầy xuống đây mở đạo, mà giờ này Đức Thầy khẳng định là 100 mà thăng ô chỉ có được 10 người thôi, trên 90 người đó rồi. Như vậy là lúc bấy giờ đó, vào lối tháng 2 năm Canh Thìn 1940, thì thông qua lời dạy Đức Thầy trong cái buổi trò chuyện với Đức Phật A Di Đà này, thì mỗi đồng đạo chúng ta khẳng định, tôi và đồng đạo chúng ta đang rơi vào cái nhóm gọi nhóm 90 không, tức là nhóm đó mình mới đầu thai trở lại nè. Chứ nếu như chúng ta ở trên cái nhóm 10 đó, 10 trên 100 đó, thì chúng ta gần thầy rồi, chúng ta về bên kia rồi, hà tất gì ngồi đấy. Có nghĩa là tôi nói như thế để làm chi? Để đồng đạo nhận định là cái tiền kiếp mình đã có tu rồi, nhưng mình cũng đớt rồi, vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh và đắc vả vị, nên còn phải đào thai làm con người tại thế gian. Chúng ta đã đớt rồi đồng đạo. Chẳng những đớt một lần, mà đồng đạo chúng ta đã đớt nhiều lần rồi. Mình rớt rất là nhiều lần, mình mới trở lại đây nè. Và đồng thời mình hiểu mình rớt rồi, thì bây giờ chúng ta ráng làm sao mình phải đậu mới được. Đừng có rớt nữa, để chúng ta bị là phải nói gọn là đi tuột dốc, đi xuống luôn đồng đạo. Thì đấy là một yếu tố mình phải nhận định đúng. Khi hôm nay chúng ta đã có duyên, như đoạn khác mà tôi vừa nhắc đó, duyên lành sẵn có, tôi và đồng đạo là duyên lành sẵn có, đã có duyên rồi đúng không, thì nhất định là ơn trên quá. Ơn trên trong đó có Phật, có Thầy sẽ quá độ chúng ta. Và cái điều kiện đặt ra là chúng ta phải bồi đắp nền nhân đức lại sau, chứ không phải là có duyên thì chúng ta không bồi đắp. Như vậy là không được. Mình phải vun trồng bồi đắp, mình phải cúng lạy, mình phải làm từ thiện, mình phải niệm Phật, mình phải công phu, phải sám hối. Thì từ cơ sở đó thì chúng ta càng ngày cái duyên mình nó càng sinh sôi nảy nở, càng ngày chúng ta càng phát triển. Đó là mình hiểu về cái phương diện về cái duyên lành, ý thứ nhất. Và đồng thời đặt thêm một câu hỏi nữa, đó là chúng ta bàn về cái phương diện thuận, về cái tỷ lệ thuận. Còn cũng có một số vị đồng đạo chúng ta nó rơi vào cái duyên nghịch. Có những người muốn tu không được. Giống như trong nhà quý cô đi, có hai ông bà, nhưng mà nếu ông tu bà tu là phước đó. Thì cũng có những trường hợp là bà tu không tu làm sao đấy, thì rõ ràng đấy là nghịch duyên. Cho nên cũng có những vị đồng đạo chúng ta rất là nóng nánh, rất là nóng nảy, muốn chồng mình tu, muốn vợ mình tu giống mình, nhưng mà làm được không? Rất là khó. Chúng ta nóng chừng nào nó hư đường, hư bột hết đồng đạo. Vì vậy mình phải nhận định là mình có duyên mình tu trước. Còn chồng mình hoặc con mình hoặc vợ mình chưa có duyên thì phải làm sao? Đồng đạo nhớ kỹ, cái duyên này là do mình tạo nha.
chứ chúng ta đừng nghĩ duyên này là do trời, do Phật ban cho mình, không phải. Vậy thì giờ này đồng đạo muốn có duyên, có hai yếu tố. Một là mình phải khuyên cái người không có duyên đó nên làm từ thiện, gọi là gieo duyên. Mình nó làm từ thiện nên gieo duyên, có nghĩa là mình gieo duyên rộng bên ngoài, cần làm công tác từ thiện xã hội, làm mọi cái việc lành để chúng ta gieo duyên. Đó là chúng ta gieo duyên với tất cả mọi người. Và khi mà chúng ta làm từ thiện với mọi người, chỉ cần mọi người đó mà một người đắc đạo thì coi như là chúng ta có cơ hội đi lên. Cũng giống như hộp đức thầy chúng ta, ngày xưa mình đã gieo duyên với thầy, thầy đắc đạo, thầy đó có bỏ mình không đâu? Nếu thầy đắc đạo bỏ căn con sao? Tất cả chúng ta là quyến thuộc Bồ Đề. Tôi chỉ nói gọn trong hội trường này thôi. Bữa nay là chúng ta đang gieo một duyên rất là đậm nè, rất là đậm ở tại đây. Như vậy thì từ một cái duyên đậm này, chỉ cần trong số chúng ta có người nào đắc đạo thì coi như là những người còn lại là khỏe rồi đó, khỏe rồi, nhất định trở lại cứu người kia. Thì đó là chúng ta phải làm từ thiện để gieo duyên ha. Và cái thứ hai nữa, ngoài chúng ta gieo duyên với chúng sanh, yếu tố này dễ nè, đồng đạo nên gieo duyên với Phật. Bởi vì Đức Thầy dạy rất rõ là thuyện duyên ấy cũng bởi nơi ta. Hộ niệm Quan Âm, Quan Linh Anh, Quan Âm Đức Phật Đà mà Thầy rất rõ cho bài trong Trần Quang Hạnh. Cho nên hôm nay ngoài gieo duyên chúng sanh thì chúng ta nên gieo duyên với Phật. Gieo duyên thế nào? Thì Đức Thầy dạy niệm Phật mà gây lấy thuyện duyên cho đẹp mặt tổ tiên nội giống. Vậy thì cái người mà biết mình chưa có đủ duyên, có nhiều đồng đạo than với tôi: chú Tâm ơi, tôi muốn ăn chay lắm nhưng mà chưa đủ duyên ăn chay không có được. Tôi muốn cúng lại lắm mà cúng lại chưa được bởi tôi còn thiếu duyên. Tôi nói dễ thôi, thiếu duyên thì bổ sung duyên, chưa đủ duyên thì bổ sung duyên. Vậy thì bổ sung bằng cách nào? Thì thầy dạy rất rõ là niệm chữ, đó là niệm chữ. Đức thầy dạy rất rõ, tức là mình phải niệm Phật, niệm Phật mà gây thuyện duyên. Thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta nên niệm Phật. Niệm Phật là chúng ta gieo duyên với Phật đó, gieo duyên chúng sanh đó. Đồng đạo gieo duyên với tôi cũng còn nguy hiểm, không biết chừng nào đắc đạo để mà cứu nhau, phải không đồng đạo? Nhưng mà đồng đạo mà gieo duyên với Phật là chắc ăn, chắc ăn 100%. Chỉ cần giờ này đồng đạo cứ chuyên trì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tôi tin tưởng rằng nhất định Đức Phật A Di Đà không bỏ chúng ta đồng đạo. Cho nên đồng đạo nhớ, nói về cái mối nhân duyên này, thì ngày xưa có một vị đệ tử khi mà bước vào quy y và quy xong thì thay vì những người khác thì người ta tu pháp môn thiền định, bởi vì chủ đạo của đạo Phật là thiền định, nhất là thời Đức Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì đặc biệt vị này sau khi nhập môn rồi không tu thiền định, mà lúc bây giờ nghe thôi là Đức Phật vô vấn tự thiết chuyên trì niệm Phật. Thì lúc này ca A Nan hỏi Bạch Thế Tôn: cái nhân duyên gì mà vị này khi tu hành, giác ngộ tu hành, thay vì tu thiền định mà lại niệm Phật? Thì Đức Phật nói: ở xa số kiếp về trước thì vị tỳ khu này là một lão đốn củi trong rừng. Và trong một buổi sáng nọ, trên đường đi đốn củi thì lúc giờ gặp con hổ, hổ đang đói, đang dồ mồi. Thì với con hổ hung hăng từ xa chạy đến dồ mồi, thì lúc bây giờ vị tỳ khu đốn củi này lúc bây giờ là điếng hồn, chỉ biết niệm mô Phật, mô Phật, miệng thì niệm mô Phật, nhanh chân chạy. Và lúc bây giờ may mắn là có một cái cây cao, lên cây cao trốn cho nên thoát nạn. Thì trong một hoàn cảnh bức bách chỉ niệm có mô Phật thôi, thay vì lục tự chỉ niệm có hai từ thôi, mà cái duyên đó mà sau này trở thành tỳ khu và tu hành chứng được thánh quả đồng đạo. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta nhớ nghe, mình có thiếu duyên thì mình bổ sung cái duyên vào, chúng ta ráng niệm Phật, ráng làm từ thiện, thì tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ có đầy đủ nhân duyên. Thì đó là chúng tôi nói động một chút để đồng đạo chúng ta có những cái cách nhìn cho nó đúng về cái tại sao phải tu. Còn về bài vở làm chúng ta y tài liệu được rồi ha, chỉ bổ sung một vài câu giảng chứng minh thôi. Thì đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Và cái nguyên nhân thứ hai nữa là gì? Đó là chúng ta tin sâu nhân quả. Nhân hay là nhân cũng giống nhau đồng đạo. Như vậy thì yếu tố thứ hai là mỗi đồng đạo chúng ta tin sâu nhân quả. Như vậy thì nhân quả đây là một cái quy luật, và đây là một quy luật, đây là quy luật gọi là trường tồn bất biến trong cái cuộc sống. Như vậy thì nhân quả thì nó sẽ có hai cái định nghĩa. Thứ nhất là gì? Nhân là hạt giống ha, nhân là hạt giống, quả là trái bông, là bông trái đó. Thì điều này Đức Phật cũng dạy rất rõ: chủng hoa quần đắc hoa, chủng đậu quần đắc đậu. Tức là trồng hoa thì được hoa, trồng đậu thì được đậu. Mà Đức Thầy dạy rất rõ là trồng bông kiện giống chi hưởng đấy. Cho nên hôm nay về từ ngữ chữ nhân là hạt giống,
chúng ta muốn có được trái cam thì đòi hỏi chúng ta phải gieo hạt cam. Chúng ta muốn có được trái mận thì đòi hỏi chúng ta phải gieo hạt mận. Mà giờ này chúng ta muốn có lúa thì đồng đạo chúng ta phải gieo lúa. Mà nếu đồng đạo gieo cỏ muốn kiếm lúa không có. À, đồng đạo mà gieo trái cây, trái đắng mà chúng ta muốn quả cam thì không thể đồng đạo. Thì đấy là một cái quy luật của nhân quả. Và cái khái niệm thứ hai là gì? Nhân là nguyên nhân, quả là kết quả ha. Quả là kết quả. Như vậy thì nguyên nhân của một em học sinh không lo học, đi chơi không à, chơi game, không học hành, trốn thầy, trốn cô, đi chơi, cuối cùng kết quả là sao? Thì rớt. Một em kia cần cô học tập, cuối cùng kết quả thì đậu đại học. Một gia đình nọ lo làm ăn, mày tắt mặt tối, không ăn chơi, trà đình tụ điếm, cuối cùng kết quả thì sao? Giàu có. Một gia đình khác thì ngược lại không lo làm ăn, mà sáng say chiều xỉn, cờ bạc, rượu trà, làm những điều xấu quấy, kết quả thì sao? Nghèo khổ, ngồi tù. Như vậy thì bằng nhân quả chúng ta hiểu nhân là nguyên nhân. Vậy thì nguyên nhân mà giờ này chúng ta tu thì kết quả chúng ta thành Phật, kết quả chúng ta giải thoát. Mà nếu cái nguyên nhân mà chúng ta không tu đó thì kết quả chúng ta thành cái khác. Đồng đạo, đồng đạo biết rằng cái giá trị, cái giá trị của quả vị Như Lai của Đức Phật thì đồng đạo biết đâu phải là đơn giản. Cái nguyên nhân nào làm Đức Phật thành Phật? Thì Đức Phật chúng ta thứ nhất là lìa đền đài, lìa đền đài vợ đẹp con cưng, thân chẳng xá sông pha bờ bụi, hoặc là Thích Ca còn phế tước hàm đài cao cửa động mà ham tu hành. Cái nguyên nhân ngày xưa ngài bỏ hết mọi thứ, tức là ngài buông cái này mà coi cái kia. Và chẳng những ngài tu một kiếp mà ngài tu quá nhiều đời nhiều kiếp, cho nên ngài mới có được kết quả. Vì vậy cho nên hôm nay hiểu về nhân quả là một cái quy luật, cái gì cũng có cái giá của nó trong cuộc đời sống này. Cho nên mỗi đồng đạo chúng ta phải khẳng định. Vì vậy Đức Thầy mới dạy rất rõ luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai trong quyển năm ha. Vậy ta nên làm việc hẳn ngay, cứ bền chí có ngày thông thả. Rồi bên cạnh đó Đức Thầy còn dạy luật trời báo ứng nhãn tiền, khắp trong trần hạ đảo quyền từ đây. Rồi Đức Thầy còn dạy thêm nữa, ngày xưa quả báo thì chạy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Ngày xưa quả báo thì chạy, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Hoặc là nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Như vậy thì vấn đề đặt ra đây là chúng ta phải tìm hiểu hai từ nhãn tiền ha. À, quả báo thì chày, ngày xưa báo thì chày, ngày nay quả báo một giây nhãn tiền. Như vậy thì cái quy luật nhân quả căn cứ là Đức Thầy dạy ở nhiều đoạn giảng khác nhau để chúng ta thấy. Dầu là quy luật nhưng mà nhân và quả, tiến trình đến từ nhân và quả thì nó phải tùy thuộc theo tình hình, tùy thuộc theo hoàn cảnh. Tôi nói ví dụ ngày xưa chúng ta gieo một cái cây, tôi nói đơn giản một cây, chúng ta trồng cây ổi đi, trồng một cái cây dừa. Đồng đạo muốn có được cái trái ổi là phải sao? 3-4 năm đúng không? Muốn có được một trái dừa là phải 5 năm, 10 năm, nó cao về vợi trên nó có trái dừa. Nhưng ngày nay khác rồi. Ngày nay trồng ổi ghét không à, trồng khoảng chừng năm trước hoặc vài tháng có trái ăn. Hoặc là trồng cái dừa đâu cần cao, chỉ cần là khoảng chừng năm trước, năm sau, 2 năm, 3 năm là có trái rồi. Cho nên chúng ta thấy đấy là mình đưa ra cái ví dụ. Ngày xưa tiến trình đi từ nhân, đi từ nhân đến quả thì nó phải lâu, đó là theo đặc điểm tình hình. Còn giờ này tiến trình đi từ nhân đến quả thì theo Đức Thầy dạy nhãn tiền trước mắt, mà Đức Thầy lại dùng cái thời điểm, cái quá trình đi đó thì Đức Thầy dùng là một giây, nhanh lắm. Cho nên đồng đạo thấy trong cuộc sống xã hội mình thấy có nhiều cái vấn đề thì thật sự đồng đạo ngày xưa thì mình nói ví dụ như các vị quan tham đi. Thì nếu nói mà báo ứng đi chăng thì có thể nói ở tiền kiếp, ở hậu kiếp hoặc ở con cháu của họ báo ứng. Nhưng mà ngày nay không phải đồng đạo. Chỉ cần một quan tham thôi thì trong một nhiệm kỳ, hoặc giả là có đáp cánh an toàn, có về hưu nhưng mà vẫn bị báo ứng liền trong một kiếp này thôi.
Do đó giờ này chúng ta sống vào buổi này, nếu nói luật nhân quả thì chúng ta phải hiểu được các khái niệm đó để chi, để mở đồng đạo chúng ta cố gắng để mình gây được cái nhân lành. Như vậy thì giờ này hiểu luật nhân quả này thì chúng ta mới nhận định. Bởi vì khi mình tin luật nhân quả thì giờ này chỉ có tu thôi đồng đạo. Chỉ có tu chúng ta mới cải thiện đời sống của mình, mới hoàn toàn gieo nhân lành. Nhiều khi xã hội có người ai cũng được biết luật nhân quả. Cái luật nhân quả này như tôi nói rồi, trường tồn bất biến. Có thể người ta không tin đạo Phật nhưng mà người ta không thể không tin luật nhân quả. Mình nhớ kỹ, bởi vì luật nhân quả này có từ thuở nào? Có từ khi cái quả địa cầu này định hình, có các loài vật tồn tại thì lúc bây giờ đã có luật nhân quả. Đức Phật, cái đời Đức Phật chỉ nhắc luật nhân quả thôi, cho những cái đã có sẵn. Nhân quả là nhận định, không phải là pháp tu. Chúng ta nhớ kỹ, luật nhân quả là phương diện nhận định, không phải là pháp tu. Nhớ kỹ điều đó. Luật nhân quả này cũng giống như thành trụ hoại không, cũng giống như sanh lão bệnh tử chúng ta vậy đó. Có sanh, tất nhiên có già. Có già thì bệnh, bệnh là chết, chết là sanh, sanh là già, già bệnh, bệnh chết, cứ vậy làm hoài tới. Nghĩa là không thể làm nào khác được, không thể nào làm khác được đồng đạo. Luật nhân quả nó cũng thế thôi. Cho nên hôm nay mà hiểu đến đây rồi thì nhiều khi đời sống, cuộc sống đời thường người ta rất tin nhân quả nhưng người ta không tu. Thì khi người ta không tu, tôi nói nội vấn đề ăn uống thôi. Nếu mà không tu, chúng ta ăn mặn, chúng ta sát giết, thì giờ này chúng ta vẫn biết mình giết con thịt, ăn thịt, giết con vật này là có tội đó, nhưng mà không ăn được không? Đâu có được, mình ngừa đợi. Nhiều khi mình vẫn biết rằng đó, làm cái sự việc này, lời nói này là mang cái tội, nhưng mà người ta vẫn mặc định để người ta làm. Vì vậy cho nên chỉ có tu thì chúng ta mới cải thiện được, chỉ có tu thì chúng ta mới siêu việt được trên lĩnh vực nhân quả này. Hôm nay chỉ có tu thì chúng ta mới trói mình vào trong một khuôn khổ. Và khuôn khổ trói mình ở đây không phải là chúng ta tự trói mình, mà khuôn khổ này chúng ta tự nguyện trói mình theo thực hiện đúng theo lời thầy dạy. Cũng như chúng ta bàn khái niệm chữ tu hồi nãy, chỉ cần đồng đạo có hành động đúng, có lời nói đúng, ý tưởng đúng, tất cả chúng ta trói vào trong ba lĩnh vực đó thì đó là chúng ta đang làm lành. Mà khi hành động lành, lời nói lành, ý tưởng lành thì hà tất gì chúng ta mang cái quả dữ đâu, đúng không đồng đạo? Mà nếu không tu thì hành động chúng ta chưa chắc gì lành, lời nói chúng ta cũng chưa chắc gì lành, ý tưởng chúng ta nó còn tệ hại hơn nữa. Thì từ hành động không lành, ý tưởng tệ hại và lời nói chúng ta không lành, thì từ cơ sở đó chúng ta hưởng cái quả chẳng lành. Bài học này muốn nói chỗ này, để mỗi đồng đạo chúng ta khẳng định là hôm nay mình tin luật nhân quả. Sau khi mình tìm hiểu về tiến trình đi từ nhân đến quả, cái nghĩa của nhân quả, thì giờ này học này chúng ta khẳng định với nhau, chỉ có tu chúng ta mới hiểu và thực hiện đúng theo cái nhân toàn thiện, thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện. Vậy như Đức Thầy dạy, luôn luôn nhớ câu nhân quả của Phật dạy, nếu nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện. Vậy thì đó là chúng ta tin sâu được nhân quả nên chúng ta tu. Luôn cả đồng đạo cúng lại, đồng đạo ăn chay, đồng đạo làm từ thiện, có phải là nhân quả không? Rõ ràng mình có cúng lại, mình có làm từ thiện, mình có ăn chay, mình có niệm Phật. Mà đồng đạo hình dung một người mà cúng lại mà không tin nhân quả thì người này cúng lại khác với người tin nhân quả. Một người làm từ thiện mà không tin nhân quả, không hiểu luật nhân quả thì người này làm từ thiện không rốt. Nhiều khi tiền nhiều quá mờ mắt đồng đạo, rồi nhiều khi chúng ta trục lợi. Đồng đạo thấy trên đời này cái gì cũng hai mặt của nó cả. Dầu rằng thiện nhưng mà trong thiện đó nó có cái bất thiện. Từ đâu sanh bất thiện? Là do chúng ta không tin nhân quả. Rồi giờ này chúng ta ăn chay mà đồng đạo không tin nhân quả, coi chừng chúng ta chở đũa. Có nhiều trường hợp đồng đạo ăn chay 5 năm, 10 năm rồi chúng ta ăn mặn trở lại, là do đâu? Do chúng ta không hiểu cái này, hiểu nhân quả. Cho nếu chúng ta hiểu nhân quả rồi, chúng ta không bao giờ bán đồ nhi phế đồng đạo. Cho nên cái trường hợp mà thầy dạy ít ai giữ đặng chí bền, tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi, là phần nhiều không hiểu nhân quả. Vì vậy nên khi chúng ta hiểu nhân quả rồi thì từ quy luật này nó sẽ thôi thúc con người chúng ta, nó sẽ giúp cho chúng ta hoàn mãn hơn trong quá trình tu hành của mình, để rồi chúng ta sẽ giảm thiểu tối đa những cái sái quấy, những cái chúng ta vi phạm trong những điều tội lỗi, để tự bản thân chúng ta sẽ điều chỉnh khắc phục làm sao từ đây đến ngày chúng ta bỏ xác, từ đến ngày thầy về, thì mỗi chúng ta phải hoàn chỉnh mình một cách hoàn toàn hoàn thiện. Chúng ta chỉ được phép làm lành chứ chúng ta không được quyền làm dữ.
Trong khi đó khái niệm của thầy dạy chúng ta là làm lành lánh dữ, mà đồng đạo chúng ta nhiều khi làm lành làm rất tốt mà chúng ta vẫn còn lành dữ đó. Chứ không phải chúng ta làm lành mà mình lánh dữ đâu. Mình có làm lành, tôi và đồng đạo chúng ta có làm lành, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta vẫn còn làm dữ đó, thì mình vẫn không trung thành với lời nói của mình trong bài nguyện của mình. Cái khái niệm thầy dạy chúng ta, cái quy trình tu tập là phải làm lành lánh dữ. Chúng ta có làm lành mà chúng ta vẫn còn làm dữ, thì lúc bây giờ chúng ta làm thì có phước, nhưng mà làm dữ nó trừ lại. Phước tức là công đức và nghiệp, thì hai cái này cứ nhân chia cộng trừ, coi chừng chúng ta kẹt ở đây hoài, đi không được. Bởi vì công kia với tội có lương được chăng? Không, đồng đạo mình tu rất là có phước, nhưng mà cũng vì luật nhân quả nó chi phối. Chúng ta cúng lại, chúng ta niệm Phật, làm từ thiện công đức lớn lắm, nhưng mà mình chưa hoàn toàn tránh ác, mình vẫn còn làm ác, thì chúng ta phải chia. Cái nghiệp nó đòi chúng ta phải chia thôi. Và từ đó thì chúng ta kẹt lại ở thế gian này là do vấn đề này. Cho nên luật nhân quả mang một tính chủ đạo trong con đường tu hành, để giúp cho chúng ta đạt được một cái những vấn đề nguồn ngoạn mục ở các pháp tu, chứ không riêng về một biện pháp nào. Thì đó là tôi nói một cái rộng để chúng ta có một cách nhìn về định lý nhân quả. Rồi chúng ta đến cái nguyên nhân thứ ba là vì nỗi khổ xác thân. Vì nỗi khổ xác thân cho nên hôm nay chúng ta tu. Như vậy thì thân chúng ta có gì khổ? Mình phải nhận định. Cho nên nếu nói về nỗi khổ xác thân thì Đức Thầy cũng dạy rất rõ, tức là khuyên chúng sanh phi sớm chuyên cần tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ. Khuyên chúng sanh khuya sớm chuyên cần tìm nguồn cội diệt trừ tứ khổ, bệnh với tử, từ kim chí cổ, sanh với già, hai chữ hoài hoài. Đức Thích Ca Sở Lầu Đài nghiệm tứ khổ nên ngày tầm đạo. Thì như nãy giờ chúng ta đã bàn về tứ khổ rất là nhiều. Vậy thì mỗi con người chúng ta, nếu nói về phương diện vật lý và về phương diện tâm lý, chúng ta có 8 nỗi khổ. 4 nỗi khổ vật lý là sanh lão bệnh tử. Đây là cái nỗi khổ thực tế trong cuộc sống. Đây là nỗi khổ chúng ta không thể nào tránh khỏi rồi. Rồi đồng thời ngoài 4 nỗi khổ vật lý này thì tôi và đồng đạo chúng ta còn có 4 nỗi khổ về tâm lý, gọi là mưu cầu bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, oan thắng hội khổ, u sầu lo ngại khổ. Thì gần như 8 nỗi khổ này nó đang vây quanh chúng ta. Mà Đức Thầy dạy rất rõ, Đức Thích Ca Sở Lầu Đài nghiệm tứ khổ ngày tầm đạo, hoặc giả Đức Thầy xác định rằng đó, cho chúng ta biết rằng đó, tức là khổ ta bà nhiếp đại tám Phật. Như vậy thì 4 hay 8 thì đây là chúng ta phân ra. Bởi vì tứ khổ căn cơ bản nhất là sanh lão bệnh tử, cho nên hôm nay chúng ta chỉ có con đường tu. Đồng đạo nhớ kỹ, chỉ có tu mới thoát khổ. Hôm nay chúng ta tu là mình sẽ thay đổi được cái thân. Và thay đổi như trường hợp nào? Thì Đức Thầy dạy rất rõ, một chỗ Đức Thầy xác định: lão giả hội vui nhân ấu giả, ly kỳ thiên định dĩ thiên la. Hay hoặc là chừng lập hội thì già quá trẻ, khắp hoàn cầu đối xác thấy hồn. Như vậy thì đây cũng là một cái pháp màu, mà nếu chúng ta dùng văn phạm để nói thì chắc có thể là quần chúng không có tin. Bởi vì đây là pháp màu. Pháp màu Đức Thầy chúng ta dạy, những điều Đức Thầy dạy thì đương nhiên là có rồi. Điều này mình không thể nào chối cãi được đồng đạo. Cho nên hôm nay chúng ta phải nhận định điều đó để mình luôn luôn khắc ghi trong lòng của mình. Do đó cho nên hôm nay tu chúng ta sẽ thay đổi sắc thân. Thì thay vì thân chúng ta là tứ đại hiệp thành, những cái chất mà chất rắn chất đặc cũng như xương thịt, thì chất này là đất, là đất đó đồng đạo. Cho nên đồng đạo không tin tôi, lấy cái tay kỳ kỳ cái thịt mình coi lát thấy gì, thấy đất liền đúng không, làm liền thấy liền đồng đạo. Thực tế cái thân chúng ta là đất mà, cho nên khi mà chúng ta bỏ cái thân này ra thì xương thịt nó có mất không? Không mất đâu. Mất là mình nói mất thì không mất. Lúc bây giờ nó thay đổi từ ở trạng thái xương thịt thì lúc bây giờ nó trở thành đất, để nó làm những cái chất dinh dưỡng nuôi các loại cây đúng không? Không có mất, chúng ta chết không mất. Rồi lúc bây giờ đồng đạo thấy cái chất nước trong cơ thể chúng ta thì gồm có máu, huyết, các chất nhờn. Thì đây là nước rồi, mình đâu có thể nào phủ nhận được đồng đạo. Đó là nước rồi. Rồi hơi thở chúng ta cũng thế. Hơi thở chúng ta thuộc về khí. Rồi cái sự ấm áp trong thân chúng ta đó là gì? Thì xin thưa đồng đạo, nó thuộc về tức là hành quả. Và đồng thời mỗi đồng đạo chúng ta mượn, mình mượn gió, mình mượn lửa, mình mượn nước, mình mượn đất để tạo thân của mình. Cho nên theo một cái quy trình sanh lão bệnh tử mà 4 món này chỉ cần thiếu một là coi như là chúng ta không xong. Nếu đồng đạo chúng ta mượn gió nó trễ một chút thôi
cuộc thế trao dồi mượn tắt hơi, nín thở nằm ngay không cửa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Tuổi cao cao mà lỡ bệnh hoạn mà thở ra được hít vào không được là tiêu rồi đó, không cho mượn là tiêu. Hoặc là cơ thể chúng ta cũng vậy, mà thiếu nước thì đồng đạo hình dung nhiều khi chúng ta bỏ ăn thì một ngày hai ngày một tuần lễ không có sao, mà chúng ta nhịn khát trong vòng một ngày thôi là lúc bây giờ cơ thể chúng ta nguy đồng đạo. Hoặc giả là chúng ta mượn cái hơi ấm, mà hơi ấm này nhiều quá cũng không được, ít quá cũng không được, hay nó phải quân bình với nhau với một cái thân nhiệt để đáp ứng cuộc sống chúng ta. Thì khi mà chúng ta chết rồi thì lúc bây giờ đồng đạo nhớ kỹ là mọi thứ trả về cho tứ đại hết, thì mình phải nhận định điều đó. Cho nên hôm nay để giải quyết cái xác thân khổ sanh lão bệnh tử, hoặc là mưu cầu bát đắc ái biệt ly quan tăng hội sầu lo ngại, thì mỗi đồng đạo chúng ta chỉ có tu, chỉ có tu hành thì mình mới chuyển hóa từ cái thân tứ đại này, thì chúng ta mới đổi thành một cái thân khác. Thân khác đây đổi qua nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn đồng đạo chúng ta được làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, như tôi vừa nhắc, chừng lập hội thì già quá trẻ khắp hoàn cầu đổi xác thay hồn, thì phải thay đổi mới được. Bởi vì cái thân chúng ta, cái thân này chúng ta chỉ tồn tại với một cái niên hạn định là gì? Cái thân chúng ta thì cái niên hạn thì nếu nói quân bình thế giới khoảng trên 70 tuổi. Có nghĩa là nếu mà chúng ta cái thân này mà có lâu cái nào thì hạn sử dụng nó khoảng 70 tuổi thôi. Những đồng đạo chúng ta mà quá 70 rồi, quá thất thập cổ lai hy rồi, thì lúc bây giờ coi như là cái thân này không có tồn tại. Ông Diêm La Vương lấy gì nào không lấy đồng đạo. Bởi vì mình đã quá hạn rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta tu hành rồi, mình được làm dân Phật quốc, thì lúc bây giờ cái thân này làm một chất liệu khác. Không còn đất nước gió lửa, đất nước gió lửa nó chỉ trụ lại 70 năm. Còn khi mà chúng ta được làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình, lúc bây giờ chúng ta đổi cái thân, thì chất liệu thế nào thì chúng ta không rõ. Nhưng mà chất liệu thân sau này là chúng ta phải sống đến một muôn, tức là một muôn tuổi đó. Đời thượng nguân tuổi có dư muôn, như trong Kim Cổ Kỳ Hoa ông ba dạy. Có nghĩa là cái thân này sẽ được trường tồn đến 10.000 tuổi. Đến 10.000 tuổi đó, tôi nói ví dụ giờ mình cất một cái căn nhà tre đi, bằng gỗ bạch đằng đi, thì hết hạn thì chúng ta chỉ ở được nhiêu năm? Hết hạn thì chúng ta chỉ ở được có 1, 2 năm, 5, 3 năm. Mà nếu mà gỗ cà chót thao lao thì chúng ta ở được 5, 70 năm. Mà nếu chúng ta xây dựng bê tông cốt thép thì chúng ta ở được hàng trăm năm. Thì cái thân chúng ta cũng thấy nó cũng là một vật chất đồng đạo, một vật thể thôi. Vì vậy cho nên hôm nay nhờ tu cái công đức sẽ chuyển hóa cái thân chúng ta thành một vật thể khác. Và vật thể này có thể chúng ta có một cái niên hạn đến 10.000 năm, chẳng như dừng ở đây, mà chúng ta sẽ có một cái sự thay đổi xác thân của mình. Nếu như chúng ta tiếp tục tu tiếp, đạt được một cái vả vị, mà cái vả vị cao nhất đó là đường sanh mạng Phật Ta Đồng Thọ, lúc giờ không già không bệnh hết ngày nào lo. Và đồng thời muốn đạt được ở một mức độ là không già không bệnh hết ngày nào lo, thì đảm bảo cái thân chúng ta phải là liên hoa hóa thân. Thân chúng ta phải được là thần thức nhập thai sang tinh hảo, nên khỏi mạng lo nổi khổ sanh. Thân thì thân công đức hiền lành, bất di dịch khỏi gì khổ lão. Thể thanh tịnh thường không quyên náo, hết lo toan nắng lạnh gió mưa. Khổ bệnh kia bở đó mà chừa, ta thoát cuộc lao đao vì nó. Rồi đường sanh mạng Phật Ta Đồng Thọ, tánh an nhiên bất diệt trường tồn. Tử thần kia đâu dám dắt hồn, thoát luân chuyển khỏi đeo khổ tử. Như vậy thì đến lúc bây giờ chất liệu tạo cái thân chúng ta là hoa sen. Chúng ta được làm bằng hoa sen thì lúc giờ là chúng ta hoàn mãn cái thân của mình. Như vậy thì hiểu được các cái tố đó, thì vấn đề đặt ra đây chỉ có tu thôi. Chỉ có tu mới giải quyết vấn đề đó thôi. Còn không tu là cái thân này dầu rằng chúng ta là vua, là quan, là tỷ phú, nhưng cái thân này chỉ tồn tại giới hạn ở 70 tuổi thôi. Nếu mà chúng ta sống ráng gì 90, 100, 100 lẻ mấy thì đó là chỉ 1, 2 trường hợp hy hữu thôi. Còn nếu nói về dân tộc Việt Nam chúng ta sống đến giờ này, quân bình tuổi thọ khoảng 73 tuổi thôi. Trên thế giới này chỉ có Nhật Bản là trên 80 tuổi quân bình tuổi thọ. Cho nên chúng ta có hay có tài ba cả nào, mà nếu không tu đó thì sớm muộn chúng ta cũng vào quan tài, sớm muộn gì chúng ta cũng ra nghĩa địa, sớm muộn về chúng ta cũng vào hũ cho cốt thôi, không sớm hay muộn. Thì đó là cái điều đương nhiên trong cuộc sống. Vậy thì để giải quyết được khổ xác thân, muốn nói đây là đồng đạo chúng ta phải tu. Mình phải khẳng định điều đó để chúng ta biết được cái nguyên lý này. Và đến nỗi khổ, và đến cái nguyên nhân sau cùng là gì? Đó là vì hiếu, vì hiếu thuận, hay là hiếu hạnh đó, vì chữ hiếu đi ha, vì chữ hiếu. Vì chữ hiếu cho nên hôm nay chúng ta phải tu. Như vậy thì sách xưa cho biết rất rõ là thiên địa tứ thời xuân tại thủ, nhân sanh hiếu hạnh bách vi tiên,
trời đất có bốn mùa, mùa xuân đứng đầu, người có trăm hạnh, hạnh hiếu đứng trước. Và đồng thời hôm nay Đức Thầy cũng dạy rất rõ, thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa vi tiên, tức là muôn ngàn muôn vạn quyển kinh đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Cho nên hôm nay đạo hiếu là một cái mối đạo then chốt nhất của mỗi con người trong cuộc sống. Như vậy thì giờ này mình đưa ra một vấn đề, mình là một đứa con rất hiếu thảo ông bà cha mẹ, nhưng mà nếu chúng ta không tu thì chúng ta có làm tròn chữ hiếu hay không? Đặt vấn đề đó để mỗi đồng đạo chúng ta sẽ cảm nhận ở chỗ này. Như vậy thì nếu như giờ này chúng ta không tu, bây giờ mình không tu trước đi, mình rất là lo cha mẹ đúng không? Hàng ngày lo cha mẹ quạt nồng, ấp lạnh, nào là cho cha mẹ ngủ phòng lạnh không à, đồ ăn đăng đăng đê đê, làm cho cha mẹ vui là coi như quá, quá phải nói là hạnh phúc rồi, quá làm chữ hiếu rồi. Rồi đến một cái ngày cuối cùng, cái ngày mà chúng ta nhắm mắt lần cuối cùng để tiễn đưa cha mẹ chúng ta, gọi là nghìn thu vĩnh biệt, thì lúc này coi như là xong. Nhưng mà chưa xong. Rồi cha mẹ chúng ta khi đã về thế giới bên kia, thì lúc bây giờ biết đâu cha mẹ mình khi còn sinh tiền bị tạo ác nghiệp, cho nên lúc bây giờ về phía bên kia phải cha mẹ đi lên thì đỡ, đằng này cha mẹ mình đọa thấp hơn, rơi vào trường hợp giống bà Thanh Đài bị đọa địa ngục đạo hoặc là mang thân ngạo quỷ, thì lúc bấy giờ mình phải làm sao? Ở đây có thể là mình bị động. Cho nên đồng đạo nhớ kỹ nha, nhân gian có một câu nói rằng mọi cuộc đời chúng ta, mọi chúng ta đều vuốt mặt cha mẹ chúng ta để tiễn đưa cha mẹ chúng ta về thế giới vĩnh hằng, gọi là nghìn năm vĩnh biệt. Đây là câu nói nhân gian. Nhân gian gọi là nghìn năm vĩnh biệt, còn về đạo giáo chúng ta không phải là nghìn năm vĩnh biệt. Tại sao tôi nói cái này? Bởi vì Đức Thầy dạy rất rõ. Một chỗ Thầy dạy là một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu mạnh tâm rầy từ bi, ai ai hãy đắng mà suy thương đời ta tỏ chuyện đi, rõ ràng. Một chỗ Thầy dạy chúng ta là ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Như vậy đâu phải là nghìn năm vĩnh biệt. Nếu nói nghìn năm vĩnh biệt thì ngày xưa một Kiền Liên làm gì gặp được ba thánh đệ, phải không đồng đạo? Cho nên câu nói nhân gian này nó sẽ dừng lại ở chỗ người không tu. Còn hôm nay chúng ta tu, thì sau khi chúng ta tu hành đắc đạo thì mình sẽ có điều kiện gặp lại cha mẹ của mình. Gặp lại cha mẹ của mình đắc đạo mới gặp được cha mẹ mình. Chẳng những gặp cha mẹ mình mà chúng ta còn tìm cách để cứu vớt cha mẹ mình, cũng như một Kiền Liên đã tìm cách cứu vớt được bà Thanh Đời từ ngục vô bán, vô gián, và cuối cùng thì được sanh về cõi trời. Và đồng thời trong cái bài cho ông Cò Tào Hảo thì Đức Thầy cũng đã khẳng định rất rõ, tức là ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời, chỉ cần mỗi đồng đạo chúng ta có xá phép thần thông thì chúng ta sẽ vớt hồn cha mẹ mình. Chẳng những gặp cha mẹ mình mà chúng ta còn vớt hồn cha mẹ mình ở một cái nơi thấp để đưa cha mẹ mình về vị trí cao. Chẳng những cha mẹ mình mà cái công năng của người tu đạt được cái quả vị cao thì chúng ta còn cứu vớt được tông tổ của mình, nguyện đem công quả tu hành cứu trong tông tổ vãng sanh liên đài, rồi về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống dòng thoát khỏi luân trầm. Mà Đức Thầy rất rõ trong cái bài nguyện 20 câu, bài nguyện trước bàn thờ của quyền, mà trước đây thì chúng ta nguyện cái bài này thay vì 12 câu của kinh dân hương trước của quyền. Như vậy thì từ cơ sở đó, hôm nay một người con muốn đền xong chữ hiếu là chỉ có cách là chúng ta tu thôi. Nếu không tu, chúng ta chỉ lo hiếu thế gian, chứ không bao giờ chúng ta cứu vớt được linh hồn của cha mẹ. Chính vì lý do đó, ngày xưa Đức Phật mới dạy A Nan trong kinh Phụ Mẫu Báo Ân, báo hiếu ân, thì Đức Phật nói rằng: này A Nan, ví như một người vai trái cộng cha, vai phải cộng mẹ, chịu cái sự đại tiểu đại tiện đi khắp cả núi Tu Vi này thì cũng không đền đáp được cái ân sanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Thì lúc bây giờ A Nan hỏi Bạch Thế Tôn: như vậy thì người con phải làm gì mới đền xong chữ hiếu? Đức Phật ôn tồn trả lời: chỉ có tu, chỉ có tu mới làm xong chữ hiếu đồng đạo. Hôm nay chỉ có tu, hàng đêm chúng ta mới cầu nguyện, nào là phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực bản Tây Phương. Nếu không tu thì chừng nào chúng ta làm được điều kiện này? Hôm nay chúng ta tu thì mình mới làm cho cha mẹ mình vui, và đó là điều đạo hiếu sau cùng mà chúng ta phải trả. Vì vậy Đức Phật mới nói A Nan một câu là: nhất nhân đắc đạo cửu quyền thăng. Mà hôm nay Đức Thầy chúng ta dạy ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dày công sáng tạo cho ta hình vóc học cơ quyền. Cho nên ở đây mọi đồng đạo chúng ta nhận định chỉ có tu chúng ta mới hoàn thành chữ hiếu ở suốt thế gian. Nếu ngày xưa một Kiền Liên không tu thì tin tưởng rằng giờ này bà Thanh Đời vẫn còn mang thân ngạ quỷ, vẫn còn giam cầm ở ngục vô gián.
Dầu rằng một kiền liên không đủ sức, không trực tiếp cứu được mẹ, nhưng mà nhờ ông tu hành, ông chứng được thần thông đệ nhất trong thập đệ đệ tử Đức Phật. Và nhờ cơ sở đó, ông mách bảo với Đức Phật, và nhờ Đức Phật tìm cách để thiết lập và cái pháp Vu Lan Bồn trong cái ngày tứ tự. Và nhờ như thế mà cuối cùng cứu được mẹ ông là bà Thanh Đời từ địa ngục vô gián, thác sanh cõi trời, lần bước đến chỗ giải thoát. Cho nên hôm nay biết đâu cha mẹ của mình rơi vào trường hợp bà Thanh Đời thì sao? Nhưng mà trường hợp rất hy hữu. Tôi tin tưởng rằng cha mẹ mình không có tệ như bà Thanh Đời. Vì vậy cho nên cái khả năng mà cứu cha mẹ của mình cao hơn, rất là cao. Cho nên tầm đạo chúng ta phải nhớ kỹ, chỉ có tu mới đền đáp xong chữ hiếu. Thì khi mà chúng ta hiểu được bốn nguyên nhân này, hôm nay có duyên gặp Phật, cho nên chúng ta ráng mà tu. Hôm nay để giải quyết được cái quy luật, cái quy luật về nhân quả, cho nên chỉ có tu chúng ta mới thực hiện hoàn toàn làm lành lãnh dữ. Hôm nay để giải quyết được nỗi khổ sát thân, chỉ có tu thì chúng ta mới không già không bệnh hết ngày nào đó. Hôm nay để giải quyết chữ hiếu, chỉ có tu thì chúng ta mới độ mình và độ cha mẹ mình, luôn cả tông tổ của mình. Bao nhiêu đó đủ chúng ta hạ thủ công phu tu hành rồi, không còn có một sự chán nản nữa đồng đạo. Lúc bây giờ mình đã hiểu rõ được cái nguyên lý chúng ta tu. Và đồng thời nói đến tu thì trên thế gian này có rất nhiều tôn giáo. Thế thì hôm nay tại sao chúng ta lại tu là Phật giáo Hòa Hảo? Thì đây cũng là các cái nguyên nhân chủ đạo trong học này để mỗi đồng đạo chúng ta cần phải tìm hiểu. Như vậy thì ý thứ tư, vì sao ta tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo? Thì tài liệu thì nói chung thì chi tiết rất đầy đủ. Ở đây thì chúng tôi cũng muốn nói thêm số ý thôi, để đồng đạo chúng ta, chủ yếu là chúng tôi sẽ cung cấp những kiến thức để chúng ta hiểu, hiểu bài là chính. Còn tài liệu thì coi như là những trang vở của bài đầu tiên này nó quá đầy đủ rồi. Vậy thì chúng tôi sẽ căn cứ trong tài liệu, chúng ta có 7 nguyên nhân. Vậy thì nguyên nhân thứ nhất, tại sao chúng ta tu đạo Phật giáo Hòa Hảo? Vì Đức Thầy là Phật. Đức Thầy là Phật, đây là nguyên nhân thứ nhất. Có nghĩa là vị giáo chủ của tôn giáo Phật giáo Hảo là Phật. Đây là điều mà mỗi đồng đạo chúng ta phải khẳng định đồng đạo. Đức Thầy là Phật, xưa nay không có mấy khi Dương Trần có Phật vậy thì xuống đây. Và đồng thời với một cái vị trí tôn xưng Phật, thì ngoài Đức Thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong sấm thi của Ngài, thì bên cạnh đó thế gian dựa vào cái hành động, ứng xử, cái quy nghi, cái sự mà Đức Thầy đã để lại cái giá trị quyển sấm giảng thi văn toàn bộ, và để lại hàng triệu tín đồ, hàng triệu nhân sinh làm những việc hữu ích cho xã hội, thì từ đó mới có một kết luận Đức Thầy là Phật. Chứ không phải là chúng ta chỉ dựa trên một cái phiến diện là Đức Thầy xưng Thầy là Phật thì mọi người đều tôn xưng, không phải như thế. Mình phải khẳng định điều đó đồng đạo. Và đồng thời đồng đạo với kỹ, trên thế gian này có rất nhiều tôn giáo. Đất nước Việt Nam chúng ta thì không nhiều lắm, trên dưới 15, 16 tôn giáo thôi. Hơn 10 tôn giáo, gần 20 tôn giáo, và có rất là nhiều tổ chức giáo hội tùy theo cái điều kiện. Và đồng thời nếu nói thế gian có rất nhiều tôn giáo, nhưng mà một điều chúng ta khẳng định, trên thế gian này nếu nói tôn giáo mà vị Phật làm giáo chủ thì chỉ có đạo Phật và Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thôi. Bởi vì Đức Thầy đã khẳng định là trên dưới trời không ai bằng Phật, cho nên Phật là một đấng phải nói rõ là siêu nhiên, mang một cái quyền năng mà tất cả mọi người kính trọng. Do đó cho nên dầu ở phương diện nào, nói tới Phật là một vị giải thoát hoàn toàn, ai cũng kính trọng. Cho nên hôm nay chúng ta tu đạo Phật giáo Hòa Hảo, được vị Phật khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo, mà tin tưởng rằng ngày mai khi tìm hiểu về thân thế sự nghiệp của Đức Thầy thì đồng đạo sẽ rõ hơn. Thì đây là cái điều, một cái điều cộng, điểm cộng để mỗi đồng đạo chúng ta có được cái nhận định. Và đồng thời nói là Phật thì vị Phật này phải có một danh hiệu, cho nên Đức Thầy chúng ta với một cái danh hiệu là Kim Sơn Phật. Danh hiệu này được Đức Thầy dạy ở rất là nhiều chỗ. Trong bài Lộ Chúc Cơ Quyền thì Đức Thầy dạy rất rõ: bi động từ tâm gọi mấy lời, chúng sanh Nam Bắc lụy tuôn rơi, Kim Sơn xem thấy lòng tha thiết, mà còn nhiều lắm chúng sanh ơi. Hay hoặc giả Đức Thầy dạy là điên này vốn thiệt ở núi vàng, thương đời nói rõ việc làm than, cũng trong bài Lộ Chúc Cơ Quyền. Và đồng thời trong bài Cho Đông Mắt Ghe thì Đức Thầy cũng dạy, tức là Kim Sơn thương mãi toàn ly thứ, thức tỉnh ba già giấc mộng trạc. Rồi chỗ thứ ba nữa trong bài Cho Ông Bán Chiếu thì Đức Thầy cũng xác định cho chúng ta biết rất rõ là Kim Sơn Phật ấy giáng sanh thành thành, hoặc là Kim Sơn Phật
bán lộ giang hồ, mến tặng kim sơn Phật. Rồi trong cái bài mà Đức Thầy cho Nguyễn Kỳ Trân thì Đức Thầy đã khẳng định là trì địa kim sơn đến cõi bọc, có nghĩa là nắm giữ cái mảnh đất hòa hảo của kim sơn Phật thì nhất định chúng ta sẽ được về bồng lai nhục thủy, chúng ta sẽ được về cõi Phật cõi tiên theo cái giá trị tu hành của mỗi đồng đạo chúng ta. Rồi trong quyển nhất thì Thầy dạy chúng ta là xưa nay không khó mấy khi dương trần có Phật. Vậy thì xuống đây, vì vậy cho nên ở nhiều chỗ Đức Thầy nhắc kim sơn Phật, do đó cho nên chúng ta đặt trọn niềm tin, bởi vì vị giáo chủ lập giáo Phật giáo hòa hảo là Phật, nói theo Chí Thích Ca ngày trước, cho nên chúng ta không còn do dự, tu theo Phật thì chúng ta sẽ thành Phật. Đây là điều đương nhiên, tu theo Thánh Khổng Tử thì chúng ta sẽ trở thành những vị thánh, thánh nhân trong cuộc sống. Tu theo đạo tiên thì chúng ta trở thành những vị tiên tử, những người trong sạch trong cuộc sống. Mà chúng ta tu theo thần thì chúng ta sẽ thành các vị thần. Còn tu theo Phật thì chúng ta thành Phật. Đó là điều đương nhiên. Cũng giống với đồng đạo chúng ta học ngành y mà chúng ta thành kỹ sư được không? Sao được? Học ngành y thì phải thành y sĩ hoặc bác sĩ. Rồi chúng ta học kỹ sư nông nghiệp mà thành luật sư được không? Không thể, đúng không? Học kỹ sư thì thành kỹ sư. Muốn thành luật sư phải đi vào đại học luật. Thì đó là những điều tất yếu để mỗi đồng đạo chúng ta nhận định hôm nay chúng ta tu theo Phật là kết quả chúng ta thành Phật. Thì đó là nguyên nhân thứ nhất mà chúng ta tu đạo Phật giáo hòa hảo. Rồi nguyên nhân thứ hai nữa là Đức Thầy ra đời viết sấm thi bằng tiếng Việt, tức là sấm giảng thi văn bằng Việt ngữ hóa. Mà Đức Thầy xác định rất rõ, nếu nói về trình độ cao thì Đức Thầy đã khẳng định rất rõ: ta ra sức viết câu huyền bí, chúng và ngồi ráng kiếm đăng tập. Mà nếu trình độ bậc trung thì Đức Thầy dạy là dạy bổn đạo, lấy câu trung đẳng, chẳng nói cao vì sắp rốt đời. Và nếu nói về bình dân thì Thầy dạy là quyết dạy trần, nên nói lời thường cho sanh chúng đời nay dễ hiểu. Có nghĩa rằng Đức Thầy sẽ dựa vào căn cơ của đồng đạo chúng ta, của nhân loại trong hoàn cảnh mà Đức Thầy thị hiện, tùy theo căn cơ mà Đức Thầy đưa ra các cái phương pháp tu hành, ở trình độ nào cũng tu theo Đức Thầy được hết. Và đặc biệt cái quan trọng là Đức Thầy sáng tác sấm thi bằng tiếng Việt, bằng Việt ngữ hóa. Và ngoài tiếng Việt thì Đức Thầy sáng tác bằng văn vần. Tôi nói ví dụ Đức Thầy viết sấm thi bằng văn tản không thì chúng ta rất là khó học. Ý là văn vần đồng đạo thấy mà chúng ta còn quên đi quên trước. Và đặc biệt với những nguồn thi thơ này rất là phù hợp với cái nguồn ca dao tục ngữ của Việt Nam chúng ta. Đức Thầy chuyển thể, có khi Thầy viết Pháp Môn Trường Thiên, có khi Thầy viết là Thượng Lục Hạ Bát, có khi Đức Thầy viết là Song Thất Lục Bát, có khi Đức Thầy viết là Ngũ Ngôn Cách Cú, rồi Đức Thầy sáng tác về Thất Ngôn Tứ Tiệt, rồi Thất Ngôn Bát Cú, rồi Thập Thủ Liên Bằng Vận, vân vân. Có nghĩa là Đức Thầy dựa vào nền văn chương cổ đại, văn chương hiện tại mà Đức Thầy sáng tác bằng tiếng Việt để giúp cho chúng ta dễ tu. Cho nên nếu như mà Đức Thầy sáng tác bằng tiếng nước ngoài, tiếng Anh chẳng hạn, hoặc là tiếng Phạn Bali Sanskrit chẳng hạn, thì hôm nay chúng ta muốn tu rất là khó, rất là khó. Nhờ tiếng Việt, mà ý là tiếng Việt lời thường đó, mà nhiều khi có người thì hiểu, có người còn không hiểu đồng đạo. Cho nên đó là một cái cơ sở vững chãi mà chúng ta tu đạo Phật giáo hòa hảo. Rồi nguyên nhân tiếp theo nữa là gì? Về cho đi Đức Thầy phù hợp với người, với tại gia cư sĩ. Câu giảng chứng minh thì tài liệu có rồi, tôi không còn ghi nữa, thời gian đã hết rồi, thì lướt vài phút nữa chúng ta cho xong phần này. Như vậy thì với một giáo lý pháp tu đặc biệt là phù hợp hạng tại gia cư sĩ, nếu như với triết lý Phật giáo hòa hảo thiên về xuất gia thì hôm nay tôi và đồng đạo chúng ta khó tu lắm. Nhờ phù hợp hạng tại gia cư sĩ cho nên chúng ta phải dễ tu. Mình vừa cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, vừa lo thiền chân chất. Hôm nay tu đạo Phật giáo hòa hảo chúng ta không cần trốn tránh, không cần phải ly thân cắt ái, mà chúng ta tại gia đình. Mình vừa làm trọn trách nhiệm của ông bà, mình vừa làm tròn trách nhiệm của chồng, của vợ, mình vừa làm tròn trách nhiệm của con cái, trách nhiệm của anh chị, mà chúng ta vẫn tu hành theo lời dạy Đức Thầy qua các phương châm hành đạo mà Đức Thầy đã vạch sẵn. Cho nên hôm nay đây là một cái điều rất là phù hợp. Như vậy thì Đức Thầy đã dựa vào cái cơ trí của chúng sinh này nè, ngày giờ này. Cho nên cái chủ đạo của đạo Phật ngày xưa là xuất gia, chủ đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni là xuất gia, còn chủ đạo của vị Phật tân thời này, của vị Kim Sơn Phật thời kỳ này, đó là tại gia cư sĩ.
Cho nên giáo pháp của chúng ta là giáo pháp học Phật tu nhân tại gia cư sĩ, lấy tứ đại trọng ân làm phương châm hành đạo. Thì đây là những cái điều mà mỗi đồng đạo chúng ta phải hiểu, để rồi chúng ta thấy rõ mình rất là phù hợp đối với đạo Phật giáo Hòa Hảo. Bởi vì tất cả chúng ta phần đông là những người tại gia cư sĩ, và trong số người tại gia cư sĩ này cũng có một số tại gia cư sĩ đã có gia đình, và một số tại gia cư sĩ là chúng ta sống độc thân chưa có gia đình, nhưng mà tụ chung lại chúng ta còn ở tại gia thì đều gọi là chúng ta tại gia cư sĩ, chứ đạo chúng ta không có tu sĩ. Chúng ta nhớ kỹ, danh từ tu sĩ là danh từ vay mượn của đạo Phật, còn chúng ta là tại gia cư sĩ, đồng đạo nhớ kỹ. Và cái thứ tư nữa là gì? Giáo lý Phật giáo Hòa Hảo tuy là cao siêu nhưng mà không xa rời thực tế ha. Không xa rời thực tế. Đồng thời đánh đổ dị đoan mê tín. Như vậy thì thế nào gọi là cao siêu? Với một cái lý Phật giáo Hòa Hảo có một công năng đưa chúng ta hoàn toàn về cõi Phật, tức là chúng ta sẽ được về nơi cõi Tây Phương an dưỡng. Và chẳng những về cõi Tây Phương an dưỡng mà chúng ta còn học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu ước chúng sanh. Như vậy cái cao siêu chúng ta là thành Phật. Ngoài cái việc về cực lạc, gọi là về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu. Một con người bình thường, một con người phải nói gọn là như bao nhiêu người khác trong cuộc sống này, đùng một cái tu đạo Phật giáo Hòa Hảo, cải thiện từ hành động, từ ý tưởng, từ ngôn ngữ, thì lúc bây giờ chúng ta từ từ mình sẽ thăng hoa được về cực lạc. Đồng đạo biết tu mà muốn về cực lạc đâu phải là dễ. Đồng đạo mình đọc lại về triết học Phật giáo mà một người tu muốn xin được cực lạc là một điều khó, cực kỳ khó. Nhưng mà hôm nay tu đạo Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy đã khẳng định với chúng ta là được về cực lạc đó. Rồi chẳng những về cực lạc mà chúng ta học đạo cho hoàn toàn, đặng trở lại cứu vớt chúng sanh, nghĩa là mình sẽ trở lại với một Bồ Tát bổ xứ gọi là nhất sanh bổ xứ, và chúng ta cứu vớt chúng sanh. Khi mà cứu vớt chúng sanh xong thì chúng ta thành gì? Thành Phật. Cho nên cao siêu ở chỗ là thành Phật. Đồng đạo, ta ra sức biết câu quyền bí chúng văn ngôi đáng kiếm đáng tầm, hoặc là đạo lý tầm sâu sâu chẳng cạn, hoặc là vô thượng thậm thâm dĩ yếu triện, danh ngôn chép để rạch đằng tiên cư gia tịnh độ tâm viên mãn sự sức văn từ dốc dạy khuyên, thì đó là cao siêu. Nhưng mà điều kiện gần gũi nhất là cao siêu nhưng mà không xa rời thực tế. Cao siêu ở đây là cái quả vị đạt được, cái chân lý cao siêu, nhưng mà muốn đạt được cái cao siêu thì mỗi đồng đạo chúng ta ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Hoặc là nợ thế âu toan tròn nợ thế, đường tu sớm liệu vẹn đường tu. Đối với nam chỉ cần tam căn ngũ thường, đối với nữ chỉ cần tam tùng tứ đức. Chỉ cần chúng ta gìn giữ theo các cái điều giới cấm mà Đức Thầy dạy trong cuộc sống, thì như thế chúng ta sẽ tự nhiên mình sẽ lột lần cải thiện mình trong thực tế này, để chúng ta đạt được cái cao siêu mầu nhiệm. Và đồng thời cái chân giá trị lời dạy Đức Thầy, ngoài việc cao siêu nhưng không xa đời thực tế, không cần phải trốn tránh, chúng ta thực tế mà hành đạo. Giống như Đức Thầy dạy, cái hành đạo đúng theo ý tưởng xác thực của nó là làm thế nào để phát hiện được những đức tính cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phúc lợi cho toàn thể chúng sinh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Thì rõ ràng đây là thực tế trong cuộc sống. Mà điều này đồng đạo thấy rõ về công tác từ thiện xã hội, đây là những điều thực tế. Và giá trị thực tế này, bên cạnh đó thì Đức Thầy còn mạnh dạn cậu cô chú bác đừng coi bói theo đối theo lối dị đoan mất bạc đồng. Như vậy thì giáo lý Đức Thầy có một công năng đánh đổ đã phá những cái hủ bại dị đoan mê tín đã tồn tại lâu đời trong cái người dân Việt Nam chúng ta, trong xã hội Việt chúng ta, trong giai đoạn Đức Thầy, trong giai đoạn Thầy đã mở đạo cũng như hiện tại giờ này. Cho nên Đức Thầy mới nhắc nhở chúng ta rất rõ, đồng đạo bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thượng cổ. Tôi tin tưởng rằng hội trường này, trong chúng ta ngồi đây ít nhất thì chúng ta cũng đã có coi bói khi chúng ta chưa tu, đúng không? Mình vẫn còn ham linh ham nghiệm, sợ em ăn nghèo, nhưng hôm nay chúng ta nhờ giáo lý Đức Thầy cải thiện chúng ta, thì lúc bây giờ mình tin luật nhân quả, chứ chúng ta còn không theo dị đoan mê tín. Thì đó là cái nguyên nhân thứ tư mà chúng ta tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Rồi đến nguyên nhân thứ năm nữa là gì? Thờ phượng, thờ cúng. Đơn giản ha, đơn giản vô vi. Như vậy thì thế nào gọi là đơn giản, gọi là giản dị? Như vậy thì đơn giản ở đây có nghĩa là chúng ta thờ cúng chỉ có ba ngôi. Chúng ta không có tạo hình tượng gì cả,
rất là đơn giản, chỉ có ba ngôi thôi. Và đặc biệt tùy nghi theo mỗi gia đình, có thể nhà rộng thì thờ rộng, trang trí rộng, có tiền thì mua tủ lớn trang trí ngôi thờ, mua đèn đuốc để trang trí, còn nghèo thì thờ theo cách nghèo, rất đơn giản. Và Đức Thầy giảng dị đến đổi lại thế này: nếu chúng ta có nhà thì chúng ta thờ, mà nhà chật chúng ta thờ một ngôi là bằng thông thiên. Và đã giảng dị hơn nữa là gì? Nếu như mà chúng ta sống chung đậu người khác, không có chỗ thờ thì chúng ta khỏi thờ. Hay chúng ta khỏi thờ, chỉ cần chúng ta nguyện tưởng trong tâm thì đó là điều rất đơn giản. Và vô vi là gì? Tức là chúng ta thờ phượng, trở về cái gốc của Phật Đà, làm vô vi chánh đạo mấy màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm chứ không mấy có. Thay vì xã hội người ta thờ tượng cốt, chủ đạo là tượng cốt, còn chủ đạo chúng ta là bức trần già, tức là để tượng trưng cho tinh thần vô vi của nhà Phật, không có mang một sắc tướng gì cả, thì đó gọi là giản dị và vô vi như chúng ta hiểu. Rồi đến cái tiếp theo nữa, cái thứ sáu là gì? Về pháp tu, tức là có được pháp môn niệm Phật, gọi là pháp môn tịnh độ. Đây là một cái điều lợi trong các pháp tu. Bởi vì ngày xưa Đức Phật đã dạy chúng sanh có 84.000 trần lao, thì Đức Phật đưa ra 84.000 pháp môn để tỳ kheo đối trị. Có nghĩa là chúng sanh bệnh gì thì Đức Phật đưa ra bệnh đó, chúng sanh có đa bệnh thì Đức Phật có đa phương, tùy cơ để quá độ. Nhưng mà trong 84 vạn pháp môn ấy, tức là 84.000 pháp môn ấy, 84.000 pháp môn, thì trong đó môn tịnh độ là ưu việt nhất. Và đồng thời môn tịnh độ thì giờ này chúng ta thấy rõ, bất cứ căn cơ trình độ nào cũng đều tu theo pháp môn tịnh độ. Cho nên Đức Thầy mới dạy: có người tu niệm đáng thương, điên mê chỉ đường tịnh độ vãng sanh, hoặc là lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai có chí làm lành, chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tinh nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Cho nên hôm nay chỉ có 6 chữ lục tự thôi, mà mang một cái giá trị công năng đưa chúng ta thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Trong một kiếp này, mỗi đồng đạo chúng ta sẽ được vãng sanh về cực lạc. Đây là một cái điểm cộng lớn nhất trong các pháp tu, lời dạy Đức Thầy. Và đến nguyên nhân sau cùng là gì? Lời Đức Thầy, giáo Đức Thầy gồm nhiếp tinh hoa tam giáo, tức là Phật, Lão, Nho. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì hôm nay tại sao đạo Phật giáo hảo, giáo lý Đức Thầy lại gồm nhiếp tinh hoa tam giáo? Đây là theo căn cơ trình đạo, trình độ chúng ta vẫn biết rằng Phật là chủ đạo, nhưng mà bên cạnh đó, nếu đồng đạo chúng ta không được giải thoát thì chúng ta cũng trở thành một vị thánh nhân trong cái cuộc sống, hoặc giả là chúng ta cũng được trong sạch như một vị tiên. Mà Đức Thầy xác định rất rõ, tức là Phật thánh tiên đông độ nước sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta tùy theo khả năng điều kiện, tùy theo căn cơ trình độ của mình, cho nên chỉ cần tu đạo Phật giáo và hảo, tu hành không Phật thì tiên, không vương thì bá, cũng quyền công khanh. Mà trong Kim Cổ Kỳ Quang ông Ba đã dạy, nếu mà không thành Phật cũng thành tiên, mà không thành tiên cũng thành vua, mà không được làm vua cũng làm các cái vị bá quan văn võ, những người giàu có trong cái kiếp đời sau này. Và Đức Thầy mới khẳng định rất rõ là thương trần ta cũng đáng thề, đặng cho bá tánh liệu bời tu thân, tu hành chẳng được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Cho nên hôm nay đây là cái yếu tố sâu cùng, tu theo đạo Phật, chủ đạo là đạo Phật, nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện đúng là Đức Thầy thì lúc bây giờ tùy theo điều kiện có thể chúng ta đắc được các quả vị tương ứng pháp tu. Chính vì lý do đó mà đồng đạo đọc lại cái bài quy đạo Phật giáo hòa hảo thì trong đó gồm chứa rất là nhiều chủ thể để mỗi đồng đạo chúng ta thực hiện làm sao đạt được kết quả. Thì đây là 7 cái nguyên nhân chính mà hôm nay chúng ta tu theo đạo Phật giáo và hảo. Và đồng thời trong câu hỏi sau cùng này, có nghĩa là trong các lý do đó đồng đạo tâm đắc lý do nào, tại sao, tức là ý cuối cùng của câu giảng thứ 3. Như vậy thì trong 7 cái lý do này thì đồng đạo chúng ta sẽ tâm đắc một trong 7 lý do. Có nghĩa là mình sẽ tâm đắc, tôi nói ví dụ như tôi tâm đắc lý do thứ nhì là Đức Thầy viết sám giảng thi văn bằng tiếng Việt. Tại sao? Tại vì tôi là người dân tộc Việt Nam, cho nên đọc tiếng Việt rất dễ hiểu. Rồi đồng đạo ngồi bên kia thì lại tâm đắc, tôi tâm đắc pháp môn tịnh độ. Bởi vì tại sao? Tại vì tôi lớn tuổi rồi, tôi chỉ biết niệm Phật để cầu vãng sanh thôi, đúng không đồng đạo? Thì mỗi đồng đạo chúng ta dựa vào các ý. Hoặc là một đồng đạo khác hơn, tôi tâm đắc thứ nhất là Đức Thầy là Phật, bởi vì tu theo Phật thì đương nhiên tôi sẽ thành Phật, được không? Tất cả đồng đạo chúng ta có thể mình tâm đắc một lý do ha, trong các lý do. Và cái quan trọng là chúng ta lý giải tại sao. Thì đó là toàn bộ những gì
mà chúng tôi dựa vào tài liệu và câu hỏi để cung cấp kiến thức này. Thì trong cái quá trình chia sẻ thì không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định. Cũng ngưỡng mong đồng đạo niệm tình lượng thứ bổ phiến thêm. Thì đến đây chúng tôi cũng đã làm xong nhiệm vụ của mình trong cái buổi gặp gỡ này. Và cuối cùng thì rất là kính cảm ơn đồng đạo tổng giám thị Trần Thị Ngọc Tuyền cũng đã có lời mời, cho nên hôm nay chúng tôi về đây gặp gỡ đồng đạo chúng ta trong buổi chiều này. Và cũng rất là cảm ơn tất cả quý đồng đạo xa gần trong ngoài địa phương đến để học tập hộ pháp. Và chúng tôi cũng cầu chúc cho đồng đạo chúng ta cố gắng học tập tốt, tiếp thu tốt ở tại lớp học này. Và sau khi rời khỏi lớp học thì chúng ta sẽ có một cách nhìn khách quan về chữ tu Đạo Phật Giáo Hòa Hảo để chúng ta ứng xử trong cuộc sống, trở thành một ông bà mẫu mực, một con cháu thảo hiền, một người công dân gương mẫu, một người tốt đẹp trong những con người tốt đẹp của cuộc sống này. Đúng với câu mà Đức Thầy dạy tất cả đồng đạo chúng ta phải đạt được, đó là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa, vợ thuận, cháu con thảo hiền. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm. Đề nghị quý vị quan nghênh một tràng hỏi tay quý vị. Thì vừa qua lớp học chúng ta học qua chuyên đề chữ tu trong giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo. Chuyên đề này nhận thấy hết sức là quan trọng đối với người tu của chúng ta quý vị. Quan trọng nữa là lớp học chúng ta được giáo lý viên Phan Chí Tâm giảng hết sức là hay và mang đầy ý nghĩa. Phân tích giải thích rõ ràng làm cho chúng ta phần nào hiểu bài tại lớp quý vị. Vì một lần nữa thì thay lời ban tổ chức cùng toàn thể vị đồng đạo học viên nơi đây cũng xin chân thành cảm ơn giáo viên Phan Chí Tâm rất là nhiều và xin kính chúc ông thật nhiều sức khỏe và hoàn thành mọi sự nghiệp được giao trong cuộc đời hoằng dương chánh pháp. Một lần nữa nhiệt liệt hoan nghênh ông.